Không giống cái loại này không sợ? Ăn cái loại này không phải. Loại này khác. Thấy bán 30 nghìn luôn. Hoa ben đi đây. Ờ. Mua một cái đơn mười mấy hoa xong cái súng kêu cái bộ nào đó con không con ngắn cái là trả hết cả đơn đây. Vỏ hoa ben mới hoàn về. Thế. Con xíu thôi, xíu nữa từ từ chờ xíu ba vô mở cho con xíu. Thôi con coi coi cái gì. Coi cái gì? Coi cái roi che chỗ này. Ủa mày mới nói sao? Ủa? Này. Con chỉ nhìn thôi là con không coi. Đi vô phòng. Coi cái roi thử là ba treo chỗ cái góc nào nha. Kiểm tra thử. Mới rồi. Kiểm tra thử cái roi ba treo góc nào. Dụ để dụ về coi đó. Thế. Đi tám luôn mi. Đi bây giờ coi kia. Rồi lên nha chị em mình ơi, xin chào cả nhà nha. Hello hello, cắt tên rồi bà. À, đừng cái này. Đấy. Cái đơn này để mai ăn ngái nè, đưa qua tới gì đấy. Đưa qua tới Cà Mau hay chi đó. Để y trên bàn đi cho nhớ. Rồi nha, xin chào cả nhà nha. Thấy Nguyên chưa chị em mình ơi, đã chia sẻ hết chưa? Kiểm tra thử đã chia sẻ hết chưa? Đúng rồi, mình ấy cái nhiều cái tên khu công nghiệp nó đưa cứ đưa vô hai lần rồi đó, để cái đơn nó để báo bay những mặt ăn chán rồi. Giờ để ra bài sao coi tay chi, để ra cứ để cho sẵn đi, để cho sẵn đi. À, chắc chắn là thứ tư sẽ có, đang có mà tầm khoảng 30 cái và đang coi là khách nào mà chốt trước thì nhà em gửi trước có này chị em mình nè, tầm 30 cái thôi. Chứ hôm nào không có bán tặng đầu like, hôm nào cũng có. Rồi lên đi chị em mình ơi, tương tác cho Nguyên nha. Mỗi chị em mình vô xem like, thả tim, thả like, chấm tương tác cho Nguyên nha. Hello, hello, hello chị Nguyễn nhớ, hello chị Trung Kiên Nguyễn nha. Hello chị Út nha. Rồi lên đi chị em mình ơi. Đổ thì kim cương đi. Đổ thì kim cương. Kim cương học xoàn gì đây? Vũng Tàu không nghe máy. Hà Phạm Thị Bà Rịa Vũng Tàu không nghe máy. Kim cương học xoàn gì đây? Đây này, đai đơn nữa này. Là chính xác hai đơn mai báo cho hắn. Mai nói hai lần rồi đấy. Thương Linh thì đang đi ta. Hương Linh này đang cũng hoàn rồi nè. Nu Ngọc Nu. Rồi nha, bán tặng hết nha. Hồ Hương còn. Quần tay nam còn quần lửng đó chị. Còn quần đây à, đơn này để lại càng hay không? Không, hôm nào có ưu tiên. Chị đang hỏi cái gì chị Trong Kiên Nguyễn? Đang hỏi cái gì đó? Rồi, đưa cái kéo mới à đi. Rồi lên nha. Kiểm tra thử mình đã chia sẻ hết chưa mọi người. Chấm lên luôn dùng Nguyên nhá, để thử là có logo người chia sẻ hết chưa nha. Những cái này thì là toàn bộ là bán tặng thôi. Toàn bộ những cái mã này thì bán tặng thôi.
Rồi cái áo gió Nam cũng còn lẻ tải hồi trưa em like rồi. Khui trúng áo gió Nam luôn. À, thế đang hỏi cái gì ta? Đang lên cái gì mà kia có mũ không ta? Mũ mấy bữa like 70 thì là không còn cái nào hết. Cũng không thấy hàng bom. Xe 65 đây nè. Con này xe 65 em đang đi 115.000 nè. Chia sẻ nha, giá giật mình luôn đây nè. Kiểm tra thử là đã chia sẻ hết chưa những cái mã hàng Zero Line này bán tặng nè. Nó rất là rẻ luôn á. Mà chị mình không có logo người chia sẻ lại tiếp. Con này em đang xe 115.000 đúng không chị? Mình xe 65 mới đi lúc trưa xong luôn. Trong nguyên con này em bán tặng nhá, size 65 đổ về. Em bán tặng luôn chị mình con này 89.000. Em coi có màu gì móc cái nó cũng ngẫu nhiên chị ơi. Ngẫu nhiên nhá. Con này em bán 89.000 nhá, nghe rõ giá luôn dùng nguyên nhá. Lên cho khách chia sẻ thôi. Size 65 con này em đang đi 115.000. Đang xe 115.000 gió Nam cho nguyên nhá. Bây giờ em 89.000 thôi. Nhà chốt mã 89 chúng ta được. Có nhiều hàng sale, quá là nhiều hàng sale. 89.000 nhá. Lên mã gió Nam 89. Gió Nam 89 chúc lên cho khách chia sẻ nha. Gió Nam 89 nha chị em mình ơi. Rồi gió nữ luôn. Gió nữ luôn. Chia sẻ mạnh tay vì quá là nhiều hàng sale nha chị em mình ơi. Rồi gió nữ luôn. Gió Nam 89 cho Võ Hệ. Gió nữ luôn nè. Gió nữ size rì đây. Size 55 đổ về màu xanh đậu. Màu xanh đậu 79.000 luôn. Ai nhanh có nhá. Màu xanh đậu cho nữ này chị em mình ơi. 79.000 nhá. Ai nhanh tay có nhá chị em mình ơi. Em đang sale 95.000. Em đang sale 95.000 cho nguyên gió nữ nhá. Đẹp. Mũ của này nó tháo rồi ra được nha chị em mình ơi. Hàng này hàng. Thôi cái này không cần quảng cáo nữa. Like nhiều quá. Like cực kỳ nhiều rồi. Cho nguyên con này. Comment mã gió nữ cho nguyên size 55 đổ về nha. Gió nữ 55 đổ về. Đi 79.000. Gió nữ nhá, đi 79.000. Chị nào lấy gió nữ comment gió nữ cho Nguyên là được nhá. 79.000. Lên cho khách chia sẻ nha. Gió nữ 79 cho Kiều Thí. Kiều Thí lên địa chỉ nha. Lên địa chỉ lên số điện thoại trên live cho Nguyên nhá. Có số điện thoại lên địa chỉ nha. Khách mới cũ gì cứ lên địa chỉ lên cả số điện thoại luôn trên live giúp em nhá. Thấy 79 rồi nha. Chị biết rằng ở đây chị biết rằng nào có cái đơn cực thang là hai đơn đó. Phải không chị biết rằng ghé lấy đây phải không? Phải không chị ơi? Đang có đơn ghé lấy đây đúng không? Em thấy để lâu đó, nhiều chị ấy không ghé lấy là nhà em bỏ đơn ra hết nha. Để mắc lòng. Nói thiệt luôn. Kỳ Thí lên địa chỉ nha. Chị nào có đơn mà bảo ghé lấy thì chịu khó ghé lấy nha. Ok Kỳ Thí. Để nó qua nó về mất lòng đó. Qua lấy giùm em luôn đi chị ơi. Ghé lấy sớm đi chị ơi. Ghé lái đi. Đấy. Hà chị báo là ghé luôn đi chị. Để lâu lắm rồi cái là chuyển qua chế độ ship nữa. Rồi trong nguyên con này quần súc nè. Quần súc bé size 37kg nha. Quần súc nó... Từ từ. Áo trắng sau lưng. Áo trắng sau lưng của người lớn đó chị. Mà là dạng phom lửng á kìa. Không chị xác định luôn đi. Một thế là ngày mai bỏ đơn xuống. Ngày mai nhà em xíu hết nha. Chứ còn hẹn ghé miết lâu lắm. Con này xe 35, 37 35, 35kg bỏ xuống luôn đi sao. Ghi nó ở ngầu là mai ship luôn. Mai chốt đơn ship luôn. Hai bì á. Từ từ chờ em xíu chị ơi. Mới vô like mà. Từ từ chờ xíu. Quần súc bé nhá, cái này trai gái mang được hết á. Em bán tặng luôn 29.000 ai nhanh có. Quần súc khẩu nha. Con này là quần súc khẩu của bé nhá chị em mình nó đẹp lắm, tặng 29.000 luôn. Trong nguyên con này quần bé, cái này trai gái mang được hết chị ơi. Trai gái gì mang được hết á. Ghi cái chỗ chị ngăn ngôn nó là chốt đơn luôn. Chốt đơn gái luôn chứ không phải là ghé đâu. Trong con này là em mà tặng quần bé nhá. 29.000. Tặng quần bé 29 cho Nguyên nha chị em mình ơi. 29.000 nha. Siêu lại siêu rẻ rồi. Quần sút cho PTT Phan màu đen. Không phải
màu xanh đen ấy, màu xanh đen BTT pha, rồi còn màu xanh ngọc nhá, 29.000. Còn màu xanh ngọc 29, chị nào lấy xanh ngọc chút xanh ngọc cho Nguyên nhé. Xanh ngọc 29 nhé chị em mình ơi. Cái nó cho BTT pha nhiều. À 29.000. Cái này cho chị Ly Trương 29.000 luôn. Trời, nó là con này chỉ có hàng bơm hàng xã. Thấy ra chị Phạm Phượng ơi, con đó nhưng mà Nguyên đi 49.000. Có hàng nhưng mà xe 49.000 thôi. Rồi cho Nguyên con này phát này. Lên mã lửng con này đi chị em. 50.000 đi chị em mình ơi. Em thì không có hàng này mà bán luôn á. Đi xong sạch tới sẽ lui, tiếc hàng dễ sợ. Nè, cho Nguyên mã sọc 50 đi chị em mình ơi. Con này mang phom lửng lửng nhá. Phom lửng nha chị em mình ơi. Cho Nguyên con này lửng 50.000. Lửng 50 nhá, chị nào lấy lửng 50. Thương Linh hết cũ mà cũng hàng hòn về rồi đây nè. Thương Linh. Rồi lên mã tặng bộ bé đi chị em mình nè. Comment mã tặng bộ bé cho Nguyên nè. Bộ bé này size 18. Size 18. Đây 19k luôn. Đỏ size 18, 19k luôn. Nha, comment mã đỏ size 18, 19k luôn dùng Nguyên nhé. Ai lấy bộ đỏ size 18 và 19k. Nha, 18k chị Bella Văn không thấy chia sẻ à. Ui sao đấy trời ơi, chia sẻ đi chứ. Quá là rẻ mà. Chia sẻ chứ. Cho chị Nguyễn Ngân. Rồi vàng 19k luôn. Size 18 luôn nhé. Vàng 18, vàng 18 đi 19k. 19k. Trời ơi, 19k vàng. À, đang mang có đấy. Vàng luôn. Vàng cho Võ Huệ. Cái này đang sale 59.000 đây chị em nè. Thấy chưa? Đi 39.000 một cái đơn này Nguyên lỗ bao nhiêu tiền rồi đây? Tiền ship đi, tiền hòn về và khi mà anh này Nguyên xả nữa. Size đến 60. Bộ lanh. Bộ lanh size đến 60. Cho Nguyên 40k. Hết rồi chị ơi, cái nào Nguyên cũng đọc cái số ký á chị em mình nghe rõ cái số ký dùng Nguyên. Chị ơi, cái nào cũng đọc số ký á, cái chị em mình cứ nghe cái số ký chốt nhá. Bộ lanh này size 60. Size 60 40.000. Bộ lanh 60 40.000. Lên mã bộ lanh 60 40k. Nha. Bộ lanh size 60 đang còn bao tải chưa tắt cả hết. Mệt lắm. Gì vậy trời. 35kg nhưng mà 49.000 chị Phạm Phượng ơi. Chứ không bán cái giá 29.000, 29.000 là đang hàng bom hàng xả đấy. Đang hàng bom hàng xả đấy. Nè, coi tặng 29.000 luôn. Ghét nha. Tặng 29.000 cho bỏ ghét. Nó sao không thấy được rồi. Diễn Nguyễn nào bên nào không thấy. 40k cho Hương Gia, không thấy gì nữa. Cho Nguyên con này 29k. Cầm em áo con này 60 vô tư nhé. 29k. 40k cho Hương Gia nha. Cầm em áo hồng 29 cho Nguyên là được. Áo hồng 29 cho Nguyên nhé. Nhiều hàng sale lắm chị em mình yên tâm. Áo hồng 29 cho Nguyên nhé. Chị nào lấy hồng 29 chút hồng 29 cho Nguyên là được. Rồi con này lên luôn dùng Nguyên. Hồng 29 nhé. Hồng 29 nhé. Bên này thì bà bị ẩn comment chị Diễm Nguyễn này. Không hiện lên. Không hiện lên comment của chị Diễm Nguyễn đâu. Hồng 29 cho chị Trâm Nguyễn. Bên này hình như là bị ẩn comment của chị Diễm Nguyễn luôn rồi. Không thấy comment của chị Diễm Nguyễn bên này luôn á. Bị ẩn comment rồi. 29 cho Trâm Nguyễn nha. Chị em mình lên con này. Con này là quần size 60-62 luôn. Con này tặng 29k luôn. Ai nhanh có quần ống bo. Quần ống bo nhé. 29.000 luôn. Nha, chốt lên luôn dụng này. Comment mã này. Nguyễn 310. Comment mã này quần trắng 29k luôn. Trắng 29 cho Nguyên nha chị em mình ơi. Lên trắng 29 cho Nguyên là được. Trắng 29 cho Nguyên là được. Chị này là cái đơn này 10, à, khách mới 8 món. À, 8 món mà chị kêu hàng ok nhưng mà có bộ bé ngắn. Cuối cùng là không, 29 cho yêu cuối cùng là không nhận cả đơn. Chị em mình nghĩ làm sao? Một con heo mở này công sức để mà chốt 8 món hàng như thế này. Chị yêu vũ lên thì chạy xuống điện thoại nha. Xong là chị vô chị chốt là em không bán nữa này. Ít nhất ví dụ như có vấn đề gì còn liên hệ với shop, người ta lên thao tác một phần 8 món. Vì tường thái nhưng mà lên 8 món bỏ rằng sao? Món thì là báo shop đúng không? Cũng nói năng gì hết, không nhận hàng luôn. Cho kiểm tra hàng như thế này đây. Rồi không trả tiền ship luôn à. Cho Nguyên con này 29.000 xanh luôn. 29.000 xanh luôn, con này bao rip phong to.
Từ từ chờ em xíu chị. Comment mã xanh 29 cho Nguyên nhé. Xanh 29 cho Nguyên là được. Xanh 29 cho Nguyên là ok nè. 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 6, 7, 9 cho tiếp. Con này đẹp cực luôn. Con này đẹp cực luôn. Con này đi 29.000 màu nâu luôn. 29.000 nâu luôn. Comment mã này 29.000 nâu luôn. Ai lấy nâu 29 chút nhanh tay cho Nguyên nhé. Nâu 29, form này 60 vô tư nha chị em mình. Phải đẹp lắm, con này body rip này chị em mình nhìn chắc nè. 29.000 nâu luôn. Chị nào lấy nâu 29 chút nâu 29 cho Nguyên là được. Nâu 29, áo nam 105.000 nha chị em mình, hàng cái áo này. Áo nam 105 nha chị em mình, xịn, con này xịn lắm. Áo nam size 60-62. Nâu 29 cho Út 85.000 luôn. Con này đi 85.000 toàn theo nhé, con này vải xịn cực kỳ luôn ấy. Chị nào lấy áo nam xịn chút, áo nam xịn cho Nguyên này. Size 60. Size 60 nhé. Đi trẻ mình con này 85.000 chút mà áo nam xịn cho Nguyên là được. Nha, lên mã áo nam xịn cho Nguyên đi trẻ mình ơi. Tay chị An Nhiên này nè, một đơn hòn này. Một đơn hòn, đơn này nhắn tin chị An Nhiên này, An Nhiên Đinh Gia Trinh đúng không? Chút đơn không rét nữa kìa. An Nhiên đi đây. Thấy không? Thấy không chị An Nhiên này, chị An Nhiên Đinh Gia Trinh đúng không? Một đơn chốt, đơn đang không rep, một đơn là đang có hàng hoàn. Áo nam 85 cho Út Nhung. Rồi con này size có lít ghi ngắn em không? Size những anh nam nào 68 độ về. Con này em đi 59k luôn. 59k con này quần cực đẹp, hàng này em đang đi size 79.000 đó. 59k con quần nam luôn nhé, hai con. Một con size 62, một con size 65 68. Lên mã quần nam size L và quần nam size XL. XL nhé. Phải không? Em hỏi phải Đinh Gia Trinh không? Nên em mới hỏi phải Đinh Gia Trinh, nếu nhờ Đinh Gia Trinh thì đang có hàng hồ. Cho Nguyên con này. 59k. 59k 2 size. 59 cho Kiều Thúy. Nên người ta mới hỏi. Người ta mới hỏi là phải ở Đinh Gia Trinh không? Ai biểu đổi tên không, đi. An Nhiên đó, An Nhiên cái mặt nhỏ nhỏ, An Nhiên mặt mặt này đẹp hơn à? Rồi nhá, cho Nguyên con này. Nhà nhiều An Nhiên quá, bây 5-6 chị An Nhiên. Rồi cho Nguyên con này. Quần nam 59. Quần nam 59 cho Út Nhung. Rồi nhá, cho Nguyên con này. Cho Nguyên con này. Bộ cốt tông tàu. Bộ này cốt tông tàu. Form này chị em để 60-62 nhá. 60-62. Cho Nguyên cái này. 60.000 luôn, hàng này em xa đang sale chị em mình tắm 79.000 nè, 60.000 nó, 60.000 nó luôn. Rồi tiếp luôn dùng cái con lên. Cái nào cũng đập có số ký á, chị em mình nghe số ký chị em mình chốt. Cái dơ màu đen là mì chó. Bộ 60 cho Nguyệt Ánh Nguyễn. Không. An Nhiên nào ở Đinh Gia Trinh á, chị nào ở Đinh Gia Trinh. Phải không? Chị An Nhiên phải Đinh Gia Trinh không? Nếu như mà đường địa chỉ Đinh Gia Trinh ấy thì là có hàng hòn. Rồi cho Nguyên nhé. Tiếng. Đây này một chị An Nhiên nữa nè. Thêm một chị An Nhiên nữa nè. Khách nhà mình phải là 5 chị An Nhiên. Ừ. 5 người tên An Nhiên. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã này luôn dùng Nguyên đi chị em mình ơi. Con này bán tặng thôi nha. Lên nhưng mà chị em mình tầm 55 độ về chị em chút đẹp. Con này đẹp lắm. 55 độ về chị em chút ok. Con này tặng 29.000 luôn. Ăn mang có, ăn mang không được. Hồi nãy đọc bao nhiêu tiền? 29.000 chị em mình ơi. 29.000. Con này từ làm tôi bị like. Đúng rồi, An Nhiên này đang phản hồi là nhận hàng nhanh đúng hẹn rồi, khách họ uy tín rồi. Đây là An Nhiên này là khách hàng uy tín rồi, họ tiến là khách hàng uy tín rồi. Bộ 60 hết rồi nha. À, An Nhiên này mới là An Nhiên lên da trên hình đây này sao? Hình như con bé này cả nhỏ. Đây này, đây này, đây này, đây này. Cái mặt đẹp đẹp này nè. Đó đó. Cái mặt đẹp đẹp á. Có ai trùng với chị không? Không có ai trùng với chị hết. 29 cho Tố Như. Con này sale 57-225. Cái này còn giá nào sale không ta? Hàng sale 89.000, này sale 69.000. Con nó cũng mới xa đó mà... 69.000. Ê, nhiều chị không hiểu hàng luôn á. Thấy không? Không hiểu luôn, nhiều chị trắng. Bao nhiêu? 69.000. 69.000 em bán tặng cái này phát. Cái này mới được chưa mà. Không, cái này là đơn hoàng đó. Con này tặng nha, cuối tuần tặng, nó là siêu siêu rẻ.
siêu siêu rẻ mà chị em mình, 55.000 này đúng không? Con này em đang đi 55.000. Này. Con này phom lửng nha. Đẹp chưa? Phom lửng. Cái này 55 đổ về, con này có tông tàu như vậy mình, cứ dơ màu đen. Ok, khách hàng biết. Đây cái này đang đánh giá là khách hàng uy tín rồi. Đó, có thương hiệu rồi. Cho nguyên con này. Size này dành cho trẻ mà 55 đổ về, phom này phom lửng nhá. Phom này là phom lửng nha dẻ mình ơi. Nha, có tông tàu con này em đang sale là trẻ mình là 55.000. 69 cho Ngọc Mai. Đang sale con này 55.000 nha dẻ mình ơi. Con này em bán tặng 39.000, comment mã anh lửng 39 cho nguyên là được. Có tông tàu nhưng mà phom lửng nhá, size trẻ mình 55 đổ về trẻ em cho ok. Con này là có tông tàu, em sale trẻ mình 39.000. Đâu, tại vì mấy thứ cái hàng bị bom tường lên sao biết nha. Với hàng bom quá. Thì có thứ còn cái gì kìa. Hàng bom thứ còn cái nữa nên không có. Trong nguyên con này, bán tặng dẻ mình con này 39.000. Chị nào lấy lửng 39 chốt lửng 39 trong nguyên là được nhá. Lửng 39. Khách có đơn kèm cả thông tin trên like cho em nè. Chị em không chia sẻ là không có nha. Trời sao không chia sẻ trời. Thằng người ta sale giá này mà. Lửng 39 cho Diễm Nguyễn. 39.000 chia sẻ đi chị em ơi. Buồn ấy ghê á. 39 cho chị Huệ Bích có logo người chia sẻ này. Huệ Bích có logo người chia sẻ này. Chia sẻ cho chị Ánh Như này. Ánh Như này. Cho chị Như To này. Như To này. Eo 39.000 á. Không chia sẻ. Vì tưởng thấy chia sẻ đâu. Đâu có chia sẻ đâu, 39.000 mà. Chia sẻ được chị em mình. Người ta đi có 39.000 con áo này làm sao ở đâu bán được. Cái Kiều thấy luôn. Kiều thấy luôn 39.000. Con này là hàng hàng đẹp, hàng nguyên đang sale là 55.000. Đó. Bán tặng vậy hơn 39.000. Đó, chị nào lấy cái này lên mã áo đen 39 trong nguyên là được. Phía sau bao nhiêu tiền là 55.000 chị ơi? 55.000. Anh Trinh nè. Kiều Thúy nè. Với ai nữa ta? Nãy mà có đây anh Trinh nữa. Như to. Không thấy anh Trinh. Ánh Như á, hay là chị chia sẻ không công khai không hiện được logo người chia sẻ. Như. Chị không chia sẻ công khai không hiện được logo người chia sẻ. Cho Lê Phượng gần nhà. Đấy. Lê Phượng gần nhà hả? Lê Phượng gần nhà. Cái mày dục xuống cho hai cái. Lê Phượng gần nhà. Đây là có nhà chị luôn. 39.000 nha. Cái này là chuẩn bán tặng thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua nha chị em mình ơi, cái chia này sẻ công khai nha. Cái này ăn xả cái gì mà không chia sẻ trời ơi. Cho Hạnh Võ nè. Cho chị Hạnh Võ, chị Ngọc Mai. Còn thấy rồi. Đây nè. Cho chị Ngọc Mai. Cho chị Út Nhung, chị Bích Hồng, chị Trâm Nguyễn. Út Nhung, Bích Hồng, Trâm Nguyễn 39.000 không đi nhập ra được đâu. Trâm Nguyễn có dấu. Ghi Trâm Nguyễn nào, ghi Trâm Nguyễn rõ nè. 84 ấy, Trâm Nguyễn 84 hay gì mưa to đi trời. Nghe được không chị em mình ơi? Nghe thử nha. Khi mà không nghe được là nó nguyên tăng volume lên nữa nha. Cho nguyên con này 50.000 luôn. Cho nguyên con này 50 nhé, con này đẹp lắm. Trang váy xếp ly em đang hết đó chị Thi Phương Nguyễn. Em đang hết hàng á. Nghe không chị em mình ơi, bên này mưa to lắm. Sọc đen thì thầy ra. Bên này mưa to sợ chị em mình nghe không được. Sọc đen á, sọc đen là 39.000. Áo quên lộn 50.000. 50.000, tèn tán tèn, giờ làm gì còn hàng. Đấy, riêng mà tắt nữa là em về đợt nào là em thấy đợt đó. Nghĩ làm sao em đi có 39.000 mở 5 con thì dễ mà nè. 39.000 mà hẳn 5 con tắt. Nghe ok. Trong nguyên con này nhá, 39.000 tắt. Thì nào lấy tắt chút tắt. Tắt 39 thì sao? Ok chị. Đó, thêm một An Nhiên nữa đấy giờ. An Nhiên quá nhiều luôn. Chị ơi, chị chia sẻ không công khai á là không hiện được. Ôi chưa tắm luôn. Con tắm rồi. Hồi chiều con Nguyên thấy mặc đồ đi rồi mà. Nhưng mà con chưa tắm. Con chưa tắm thì về tắm đi chứ. Sao ơi. Tắt 39 kìa. Con này đẹp cực luôn á chị em mà nè. Size 42 cho bé. Da cá tàu con này em đang sale 75.000 đúng không? Màu này không còn luôn, cái này không còn cái nào luôn. Xịn sò lắm luôn. Nè, chị em mình nhìn nè. Lên mà áo bé, con này em đi chị em mình 65.000. Áo bé 65 nha, chị nào đeo áo bé 65. Lên áo bé 65, để lên cái gì nhiều xíu nữa chị em mình ơi. Áo bé 65, con này thì mới đi ngày hôm qua. Con này mới đi ngày hôm qua. Size này dành cho bé nhà mình 22 cái đổ về.
bảy chín tắt cho Trang Hoàng. Đây chị em mình nhìn nè, con này lót nhung nhá. Áo bác chị Trâm Nguyễn ghi cái đuôi, chị Trâm Nguyễn cái đuôi số điện thoại luôn nha xã. Trâm Nguyễn 84 ấy. Trâm Nguyễn 84 chị em mình nè. Lên mã lót nhung, con này bị chị em tặng 95.000. 65.000, con này đẹp cực luôn á chị em mình nè. Hàng này chị em đi mua trăm mấy nghìn. Rồi nha, chốt lên luôn dùng nguyên con nè. Comment mã này. Comment mã này luôn dùng nguyên nhá. Áo bé con này, áo hot đi nhưng mà size tầm 22 đổ về á. Nha, nguyên đêm chị em mình con này bao nhiêu tiền? 95.000. Cái này hàng chị em mình đi mua 180 là chuyện hết sức bình thường. Bộ nam em có lên, xíu em lên, chờ em xíu. Con này tặng 29 luôn, size 60. Bộ nam em xếp lên rồi chị ơi, chờ em xíu xíu. Cứ dơ màu đen lên rồi nó bị lói 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 này nè. 29.000 quần nam size 62. 29.000 quần nam size 62. Chốt mã quần nam size 62 cho Nguyên là ok. Quần nam size 62 nhé. Comment mã quần nam size 62 cho Nguyên nha chị ơi. Mình đi tóc hầm. Đi tóc hầm để lên được nhiều hàng sale. Em sắp lên rồi đấy. Em sắp lên rồi đấy. Chờ em xíu em xíu. Vậy con áo lụa. Con này cưng, con này đang sale 59.000. Đang sale 59.000. Hàng này hàng của nó là 101, áo lụa kiểu cho Nguyên nhé. Em nói này toàn bộ hàng nguyên sale nó rất là rẻ rồi ấy. Nên là chị em mình xác định mua, chị em mình đã đặt hàng nhé. Chứ không mỗi lần về là Nguyên xả ra nữa. Lỗ ơi là lỗ. Không, chị An Nhiên chưa có tắt, chờ tắt đợt đi. Ui hôm bữa thấy không, nó đi lên chỗ nó bán sỉ. Bán sỉ mà 99.000 cái con mà tắt tắt mà loại tắt đẹp đẹp hôm bữa đi chị em 39.000 năm con, 99.000 10 con là sỉ á. Mang đi chị em chỉ có 39.000 10 con. Cái mình ngờ ngỡ không biết là phải mình đang bán hố giá hay không. Cho nguyên con này. Lên mã kiểu con này đẹp lắm nè, lụa nè. Áo lụa nhá, áo kiểu lụa con này cưng nè. Đang sale 59, cái này em đi chị em 39k luôn. Size 55 đổ về. Lụa cho Nguyên nhá, đẹp lắm. Chốt luôn dưỡng mã sơ mi lụa cho Nguyên. 39.000 sơ mi lụa. 39.000 sơ mi lụa. Đây chị này chốt quần tay. Đây nè, đây là vì sao Nguyên không Nguyên làm biến để khách tới lấy này. Từ ngày 10 bữa nay 20 mấy ngày, từ ngày 10 tháng 9 này. Phạm Anh Thư này. Từ ngày 10 tháng 9 qua lấy đây chị em mình này. Con quần công sở ha. Phạm Anh Thư. Đây là lên là Nguyên không tắt đang hết rồi. Ngại để khách tới lấy đây này này. Con quần xịn 85.000 nha chị em mình. Quần xịn 85 size 50. Quần công sở hai biên xịn nhá. Này chị em mình nhìn vải này, mướt mát chưa? Size 50 nhá. Cái này em đi chị em mình là 70k luôn. Đẹp lắm, con này đẹp lắm, không còn hàng nữa. Đấy, ghé lấy từ 20 mấy ngày rồi. Đó, chốt luôn dũng mã này, công sở xịn cho Nguyên là được nhá. Công sở xịn cho Nguyên là ok. Quần công sở xịn nhá. Con này là thun barip. Thun barip, con này em đang sale 55. Bán tặng 39.000 luôn, ai nhanh có cái này. Kiểu nó chả chả như này nè. Đó, 39.000, size này size 55. Lên mã rip 39.000 size 55. Nè chị Xuân Hiếu. Ngày 7 chí, một cái áo vô đi. 101 của nam. 101 của nam, size 62. Size 62, 101 của nam nhé. Trong em con này, áo bolo nam. Áo bolo nam, size 60. Chút 60 cho nó thông thả. Màu này đẹp nữa nè. Con này em đi chị em 90.000. Áo cổ nam 90 nhé. Chị nào lấy cổ nam 90 chút lên luôn được. Con này đẹp lắm nè. Áo bolo mà chuẩn là hàng bolo mắt chim thế này nè. Bữa nay nó đang ra cái hàng mà trắng 39 cho An Nhiên. Bữa nay nó đang ra cái hàng mà không có cái tab nè. Cái này của Nguyên là không có để tab nhá. Không có cái loại để tab để y cái thương hiệu này luôn ấy. Nhá, để y thương hiệu này luôn ấy. Thì là không ghi à, ghi cái đuôi cái số điện thoại lên cho nó dễ. Thì là hăng khô. Chắc cái này là chắc poly nhiều. Em đã nhập thử rồi. Em bảo em thấy nó rẻ. Em bảo gửi thử mẫu cho em đi. Tự nhiên nó rẻ gần 20 mấy nghìn. Em bảo là gửi thử mẫu cho em đi. Chào em nhưng mà em không nhận hàng vì chắc không chịu nổi luôn. Nha, con này Nguyên chạy chuẩn cho chị em mình bolo mắt chim nhá. Đây, cái này mình có cái tab nữa là để y thương hiệu là anh này 90.000. Anh này 90 cho Út Nhung. Thà nó ấy xíu cũng được nhưng mà chắc cho nó ok xíu. Con này size 14, con này bán tặng đi. Cái này là hàng Nguyên chạy 69.000. Còn mấy cái bán tặng luôn 39.000. Không, cũng còn tùm lum sai trong đó. Hồi để Nguyên soạn ra Nguyên sale sau nhé. Cho Nguyên con này tặng mấy tiền? 39.000 và 39.000. 39.000 size 13, 39k size 16, 39k size 12.
39k size 16. Còn nhá, chị nào lấy cái này lên mã tặng 39k cho Nguyên là được. Tặng 39k kèm cho Nguyên cái số ký. Em lên chị em mình mã bộ nam 39k kèm cho Nguyên cái số ký chị ơi. 39k Nguyên nói là mùa này mà chị em mình không săn cho chồng mình được cái bộ nam này thì tiếc ơi là tiếc. Nguyên nói nhận hàng về chỉ có sướng thôi. Còn một con này size 60. Hàng này Nguyên đi nhập tỷ trên trăm này. Size 16 chị tình hình cho Cúc Phan. Chị không lấy size à? Làm gì cái nó vừa. Đây, size 16 này nè. Chứ còn size này size mấy? Size nhỏ, mấy cái này toàn size nhỏ, size 13. Size 13, size 14. Con này em bán tặng luôn chị em mình 59k. Hàng sỉ đi trên trăm này chị em nè. Nhá, size 60. Size 60. Mình đi chị em mình con này. Nhớ chốt ba quần bo gấu, bên tin nhắn. In bill ra cho nhớ. Cho chị mua gì quần nữa bao nhiêu? Quần nó 59k nè. Làm gì có 30kg chị ơi. Sao 11 lấy số 2 là được. Ủa về tắm đi con. Cái này 52 đổ về. Số 5 rồi. Tao không in được bill sao. Không được in được bill sao. Kiểm tra lại thử sao. Con này. Này dạ mình nhìn nè. Đẹp chưa. Con này size M size 52. Đi 59k luôn. Size 52 có 1 cái. Size M nhá. 59k size 52 có được 1 cái. Ai lấy cái mã này chút nhanh tay nè. Size M, con này size M, con này size L, còn con này size M nhá. Chị em mình lên M. Sale nó luôn chị em mình là 59k. Nhưng mà anh là quần size nào không biết. Trắng miết trúng chi trúng à. Thế. Có áo kaki à em không? Thế. Để lên size đi chị em nha. Size M kìa. Size M cho Trâm Nguyễn 59. Bộ này mới hồi trưa hết hàng rồi nè. 89.000. Form này chị em 60-62 vô tư. Trong cái mã bộ nó để lên bộ nam tiếp chị em mình. Bộ nam áo len, áo khoác gì cũng đẹp hết á. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên bộ 89k này. Chắc Nguyên nói giả vô tư thoải mái 40-60 gì mà ăn được ok hết á. Trong nguyên con này 60. Ông quên lộn sorry 89k. Chúc mã 89 cho Nguyên là được nhá. Bộ này chữ này toàn theo nhá. Này, găng này găng dài găng xịn như này nè 89k. Nguyên chạy giá thì chị em mình yên tâm. Không có lo bị đắt. Nguyên chạy giá chị em mình yên tâm không có lo bị đắt nhé. Rồi cho Nguyên cái này em nói giờ. Dạ em in lại cái bill đi. Giờ không nhớ là in cái bill kia luôn. Em nói nè. Em nói nè, bộ nam xịn đây chị em mình nè. Bộ nam xịn. Áo có bé à? Hay là chị? Thế chốt cái này là 2x à? Sao tùm lum vậy? 2XL mà. Rồi em lên cho dạ mình nè. Thậm chí không chị em nào chia sẻ hết nha. Gì bùng à, trời. À thậm chí cho Gia Hằng. Gì bùng gì trời. Đi. Gia Hằng chia sẻ. Em nói là nhận cái bộ này nè. Chốt ngay cái bộ này cho em nè. Nó xịn lắm. Hàng này 400 mấy nghìn. Con này hàng công ty ấy. Con này hàng công ty ấy. Gôn đơn sao đấy chị ơi. À quần lót lông mà. Chưa vài hôm nữa. Có hết á. Nhà em có hết yên tâm. Đừng có mua ngồi chi cho đắng đắt. Quần chữ C, ok quần chữ C, chào Nguyên xíu. Chào anh xíu. Lên mã bộ nam xịn cho Nguyên. Đang có size dưới. Dưới 70. Dưới 70. Nha, dưới 70 thôi. Cái này dưới 70 thôi. 68, 70kg thôi. Chỉ có phải từ 55 đổ lên nhé. 55 đổ lên và 68 đổ về. Em nói là chị nào nhận cái bộ này về cũng ưng. Không nói điêu đâu. 10 chị nhận lại 10 chị khen cái mã này. Nó quá là xịn và quá là rẻ như chị em mình ơi. Chị em mình chốt ngay luôn. Còn được vài chục bộ thôi là hết. Đây. Nhà em phân sẵn để đây rồi. Vài chục bộ thôi là hết. Mã này em nói em đi chị em mình 160.000. Nó phê luôn. Hàng này hàng công ty nhé. 160. Em lấy chị em mình 3 tông màu. Từ từ. Màu này hắn lộn xộn đi ta. Hay lên từ màu đi. 72 cái không vừa chị ơi. Nam mô cũng chờ mua quần lót nhung mà. Chị em mình cứ lên số ký cho Nguyên đi. Để Nguyên coi. 160 trang hồi nha. 160.000. Nhận hàng cái bộ này về phê phê. Nguyên nói thiệt luôn. Nha. Size 70 đổ về. Đây, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên kèm size. Không có 75kg không có. Bộ này không có 75kg gì ơi. Không phải là to. À, cái này là bộ nam mà. Bộ nam cho Nguyên nhá. Nó xịn lắm. Cho Nguyên màu xanh rêu nè. Màu xanh đậm nè và màu xanh nhạt. 160.000. Nguyên nói là nhận hàng bộ này đảm bảo không làm chị em mình thất vọng. Với cái giá 160.000 là quá quá là rẻ.
nha chị em, mình cứ lên cái này rồi em email nhé chú sau nha. 50kg hơi rộng, 50kg hơi rộng, màu xanh rêu, màu xanh đậm, màu xanh nhạt, xanh rêu, xanh đậm, xanh nhạt cái chị em mình đó. Nhá chị nào lấy cái này lên nhanh tay, có riêng, đen riêng có size to là có màu xanh đậm này nè, lúc cho bà sợ cái bộ xanh đậm này, riêng cái size mà size 65, 68 ấy thì có cả màu xám đậm nữa đây nè nha. Cái này thì là em bóc hàng sau. Ok chị Phương Nguyễn nào đây ta, 160.000, Phương Nguyễn 901, riêng cái size to có cả cái màu xám đậm này nữa chị em mình này, 160.000, em tự tin không có ai có cái này luôn. Chưa, tự tin không nhà nào có cái này luôn. Ok chị Khánh Trang này, rồi nhá chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng đi. Có đó chị, có đó chị này, viên size to có cả màu xám đậm này, nguyên mở này cho mình những cái màu sáng sáng vậy em mình thấy được cái form này, xịn sò chắc bao phê phê luôn. Bộ nam chị ơi, 45kg rộng lắm chị, 45kg rộng lắm, bên này này từ 55 đổ lên, 55 đổ lên. Bộ nữ em cũng có hàng cao cấp mà, em đang like bộ nam, em đang like bộ nam nha. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay, kèm cho nguyên cái màu và kèm cho nguyên cái số ký luôn nhá, từ 55 đổ lên, 55 đổ lên và 70kg đổ về nhá, kèm số ký cho nguyên là được. Từng này tông màu, riêng cái màu size to, riêng size to có cái cả màu xám đậm này nữa nè. Ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá, nguyên đi luôn chị em, rút cho bà sợ cái mã chữ C ấy, là ngay bên này nè, 2XL chị, 2XL không có 3XL đâu. Cái này 2X không có 3X, cái này xịn sò lắm. Em nói mua thử cái bộ này về cho chồng nha, đảm bảo gì em mình thích. Hôm bữa chị à, quần tổ âm chữ C á, chị gì á, chị Yên Nguyễn có bảo có xem like em, chị chỉ nhận hàng phan sao phát cái là chị chạy lên, chị phát luôn 4 bộ nữa một lượt. Đấy là khách ship xuống xong cái nhận hàng phát sợ hết hàng chạy lên. Em nói đẹp mà nó quá là rẻ, gắn chồng lên bằng luôn 4 bộ nữa luôn. Đấy chị nào lấy cái này lên mã bộ nam xịn cho Nguyên nhá. Riêng các xe to có màu xanh đã xám đậm nè, có màu xe, còn mấy cái này là có cả xám, xe to xe nhỏ luôn, nhưng mà riêng mỗi màu này là có xe to. Đấy ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhá. Xanh gì đó chị Nê Xu ơi, chị lấy xanh gì? Ok chị Hồng Hoàng Phạm, màu xanh gì, xanh nhạt đúng không? Ok xanh gì á chị Diễm My Trần ơi, xanh có xanh đậm xanh nhạt luôn. Ok chị Khánh Tra, chị ơi chị Diễm My Trần ơi, có màu xanh đậm và xanh nhạt nè, đây là màu xanh nhạt hơn nè, đây là màu xanh đậm hơn nè, màu xanh rêu nè, màu xám này có mỗi size to, đẹp lắm, xịn lắm, em nói xịn lắm. Rồi đây cái mã chữ C đi chị em mình nè, mã chữ C của nó đẹp lắm, cảm ơn chị Sương Thu nhé. Ok chị Nguyễn Lý, thì màu rêu như thế này thôi chị ơi. Đây cầm cái bộ đồ em nói nặng trịch 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 như thế này nè, cầm cái bộ đồ gọi là nặng trịch luôn. Ok chị Diễm My Trần, này đây cái màu xanh rêu, nhận cái bộ đồ về bao phê phê luôn, theo toàn bộ hết như này. Đây là màu xanh rêu này, chị ơi 160.000, bộ này 160.000, hàng có size chị ơi, hàng có size, nhưng mà em đọc cái khung size á, 65kg em đọc là tầm bao nhiêu ký đến bao nhiêu ký là nó sẽ có size, hàng có size nha, hàng có size, không phải size L đâu, 1X 2X chứ không có đánh size L đâu chị. Hàng có size chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên cái số ký là nguyên bóc size, chứ giờ mỗi chị mà hỏi từng này ký mang size gì, từng này ký mang size gì là không chút đơn, chịu luôn, có size đấy chị Bùi Khuyến. Rồi nhá chị nào lấy bộ nam lên bộ nam cho Nguyên, không mua tiếc cái bộ đó lắm luôn. Màu xám không có size to đâu chị Duyên Anh, màu xám không có size to, màu xám không có size nhỏ, màu xám chỉ có size to thôi. Rồi lên luôn chữ C, có từng này màu thôi là sao, đây mã chữ C. Wow, chữ C như có màu xanh nữa sao? Đây mã chữ C đi chị em nè, mã chữ C 53kg rộng á chị An Nhiên ơi, 53kg là rộng nhá. Đây chị em mình nè, up lên bao nhiêu chị hỏi. Đây mã chữ C, chữ C nhà Nguyên đài size từ 40kg đổ lên, 60 đổ về. Bây giờ cái màu sáng sáng à, tối tối lên là bị nhòa. Trong nguyên mã chữ C quần ống bo nha, đài size 40 đổ lên, 60 đổ về là chị em chút. Ok cái này nè, nhìn hàng cho Nguyên nè, Nguyên đi chị em mình con này giá đi luôn chị em mình là 79k. Ủa chị Truyền Mai,
Mới vừa nó lên xong màu reo, em lại lên màu reo chị coi rồi. Giờ chị bảo là xây màu lại. Đầy màu như này hết nè, màu reo, màu xám nè, xanh nhạt và xanh đậm, từng nớ màu thôi. Không có xanh à? Thế cái quần này hết xanh rồi nhá. Còn được 3 tông màu thôi. Dạ, càng cho nguyên số ký nhá. Quên đi chị, em con này 79k. Gấu à, xanh là xanh gấu rồi. Thế mã chữ C này còn 3 màu thôi. Riêng cái mã chữ C này còn đúng 3 màu. Chị em mình lên con này 79k. Đây chị em mình nhìn cận hàng luôn dùng nguyên. Đẹp cực kỳ. Không gấu thì thôi. Gấu thì thôi. Gấu hồi để đi mã gấu đi. Bỏ cái bộ này ra cho mà sao cái. Comment mã C kèm màu cho Nguyên và kèm số ký cho Nguyên là được nhé. Xanh reo ok chị Hồng Hồng Phạm luôn. Màu xanh nhạt ok cho chị Nhung Hà. Phát lên từ từ cho em xíu chị Linh Hình đó. Từ từ cho em xíu. Đây chị tiếng 3 màu này thôi. Màu xám nhạt nè, màu nâu nè và màu đen. 3 tông màu nhé. 3 tông màu cho cái mã chữ C này chị em nè. C đen nè, C nâu nè và C màu xám. Đài size, hàng size, đài size Nguyên đọc cái khung size để chị em mình chốt ấy. Chứ không phải là hàng free size. Cái này từ size S tới size 2XL lận mà. Bộ đùi nam Dio còn hàng, còn á chị. Bộ nam, không, cái này là quần lẻ. Cái này là quần lẻ. Chị có rồi chị Phương Nguyễn ơi. Cái này là quần lẻ, chị em mình lên mã C kèm màu và kèm cho Nguyên cái số ký là được. 79k con nha chị em mình ơi. C kèm màu và kèm số ký. Đấy, Bạch Khoa Đức Nguyễn mới vừa nói là không theo dõi nữa, tốn tiền quá. Xong giờ vô chốt lại rồi. Mất vừa lấy hàng xong kêu không theo dõi nữa, tốn tiền quá. Cho Nguyên con nè. Comment mã C kèm màu. Màu xám, màu nâu và màu đen. Đài size từ 40 độ lên 60 độ về. Hàng có size nhá. Mà không đọc cái khung size để chị em mình có khoảng size chị em mình chốt ấy. Kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Nha, lên mã C kèm. Em không có nhá. Nào cho chị Lê Phạm Bích Hằng nè. Cho chị Lý Lê. Mà không có 65kg chị ơi. Không có 65kg đâu chị Khoa Đức Nguyễn. Không có 65kg nha. Cái này chốt lấy 60 ok chị Giang Hương nè. Nguyên đi 79k con nhá. Chị Khoa Đức Nguyễn có rồi, không có lấy 65 chị ơi. Xe lấy 60 thôi. Ok chị Nam Trương Nguyên. Cho chị Huệ Nguyễn 50kg ok nè. 50m8 à. Cái này của nữ chị ơi, m8 thì ngắn đấy. Mông to ok. m8 ngắn đấy chị ơi. Màu nâu chị Duyên Lê ok. Ok chị Lý Lê. Cái này Nguyên đi chị em mình là 79.000 con. 79.000 con. Hàng được đầu là hàng 85 đó. Hàng khách nhà em bạn hỏi nhiều lắm luôn ấy. Này đang sale được xíu là Nguyên cũng giảm xuống cho khách một xíu nhá. Quần sóc nào em còn ít chồng xíu lên nhé. Ok Trần Hà. Rồi chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng Nguyên nha. Lên C kèm màu và kèm số ký 79k con. Phát ngay và phát luôn đi chị em mình ơi. 79k con nha. Chị nào lấy xe kèm màu và kèm lên luôn dùng nguyên cả số ký rút cái video ra sẵn ngay. Rồi con này em bán tặng, em còn được mấy con, chia sẻ cái mã này còn được tầm chục con bán tặng nha, giá bán tặng nha. Cái này còn mấy con lên cái gì em có, em đi tốc độ em nói rất là nhanh chị em mình cứ lên nhanh đi, hôm qua được nhiều mã. Con này bán tặng này ok chị Tiến Hình có rồi đó chị, em đi hết rồi. Ồ cho nguyên con này nha, bán tặng nha, hàng 55.000, size này 55 độ về. Con này dòng cốt tông tàu nhé. Cốt tông tàu size này 55 đổ về là chị em chốt ok. Giá không đi chị em mình con này tặng. Ok cho chị Lê Hồng. Con này em bán tặng nhá, 39.000 luôn. Comment màu kem cho Nguyên nhá, 39.000. Con này chắc cốt tông tàu nhá, size đẹp nhất là 55 đổ về chị em chốt ok. Đi luôn chị em mình con này. Phao sao là 55kg đổ về chị. Đẩy cái len qua cho xã luôn cái. À, bộ nam màu xanh đậm, màu xanh đậm chị Thi Phương Huỳnh. Ok. Phát nam. À, cho bé thì chắc chắn là mốt có đó, chắc là mốt có đấy. Con này em bán tặng 39.000, chia sẻ lên luôn dùng Nguyên như vậy mà nó. Con này tặng 39.000. Tặng 39.000 nhá, chia sẻ cho Nguyên nha. Có chị Huệ Bích nè, Huệ Bích cái nè. Bộ xanh nhạt cái Thanh Trinh ok. Thanh Trinh. Con này đi 39.000 thôi. Chia sẻ dùng Nguyên nhá, 39.000 con một kem này có mấy con thôi. Văn Thu Thảo không thấy chia sẻ rồi nè. Thì Trang này. Chị Gia Hăng này. Chị Úc Trương này. Chị Úc Trương này. Cho chị Nguyễn Huệ này. Chị Bích Hồng này. Cho chị Hạnh Võ này. 39.000 thôi. 39.000 nhé. Chị Gia Hăng có rồi. Cho chị Nguyễn Thị Hải Dương nè. Cho chị Hồng Hoàng Phạm này.
không hoàn phạm tặng 39.000 cho chị Hiếu Hòn. Ừ, Hiếu Hòn để đồ chị ngày mốt có cái khoác bé chị lên lấy. Dạ ok chị Hiếu Hòn, 39.000. Trời ơi là trời. Rồi còn được mấy con nữa thôi, 2, 4, 5. Có tông tàu nha, cho Sương Thu. Con nào chắc có tông tàu. Hàng này em đang sale là 55.000 con. Và giá này em đang bán tặng chị em mình 39.000 nhá. Chốt mã 39K cho Nguyên là được. 39.000 nhá. Cho chị Nguyệt Mai Lê không thấy chia sẻ. Cho chị Phan Loan, chị Lê Dô cũng thấy chia sẻ gì hết. Lê Úc Nhung có rồi chị ơi. Chị Trâm Lê. Rồi còn 2 cái. Còn 2 cái. Bomber không có sai vậy. Cái này em còn 2 cái nữa thôi. Đang bán tặng 39.000 chị em tiếc gì là kia. Tại em nói là rất là nhiều mã hàng. Thằng sale hàng tặng ấy, bán tặng ấy. Người là người sale dưới 4 ấy. Mà chị nào không chia sẻ là tiếc. Tiếc lắm luôn. Rồi còn 2 con. Chị nào lấy 39, chốt 39 cho Nguyên là được. Đơn chị Hồ Lành thấy đợt này cũng hơi lâu lâu. Cho chị Nguyệt Mai lên cái. Cho chị Hồ Lành cái. Đơn chị đợt này hơi lâu lâu chị ơi. Ghé lái hay là ship cái báo luôn bên em đi nhá. Ghé lái hay là ship thì báo luôn bên em đi nhá. Chứ không là để lâu rồi chịu luôn. Còn cái này có cái này bỏ ra bán tặng luôn. Em nói cho con này, em chưa lên like lần nào luôn. Nó xịn sò. Chưa lên like lần nào hết rồi chị. Bộ Nam không có 73, đến 70 thôi. Đến 70kg thôi. Còn mấy cái đầm là size 1. Mấy cái váy lanh ấy size 1. Size này tầm 50. 50 đổ về, 52 đổ về. Váy lanh xây 1 nhá. 50, 52 đổ về, toàn xây 1. Hoa này, các kiểu bông, các màu bông. Chị Nguyễn Thị Hải Dương ơi, lên lại địa chỉ trên like cho Nguyên cái. Có đơn kèm cả địa chỉ luôn trên like cho Nguyên nhá. Các loại bông, bông gì cũng được. Bộ Nam up lên trang cá nhân đó em. Like rồi, lên đi lên về nó mất công lắm. Bộ nữ xịn có size 55. Bộ 159.000 bộ cao cấp ấy. Bộ cao cấp có 159k nhưng mà còn size 55 thôi. Này dễ mình ơi. Thì cái em từ từ. Em ngại khách ghé lái ghê luôn á. Thế chị lên lại giùm em đi chị Nguyễn Hải Dương ơi, chứ không là tiền không ra. Em ngại khách ghé lái lắm luôn, cả Nguyên cả cầu thang ấy. Nhiều chị cứ chốt xong. Ô chị quên mất tiêu. Hồi giờ chị không nhớ mua cái gì nữa, xong cứ còn sẵn. Cứ có đơn nhà Nguyên nhắn tin qua, chịu khó ghé lái giùm Nguyên. Các kiểu hoa nhá, các kiểu hoa, các kiểu bướm nha. Con này em bán tặng váy lanh nhá, có mấy con. Mấy con màu gì cũng được, chị nào ok một chút. Màu gì cũng được nha. Nè. 30.000. Tặng 30.000, màu chi cũng được thì lấy, còn mà chị nào mà lựa màu thì thôi bỏ qua cái này. 30.000 chị em mình nghĩ đi. Khoác chi á chị Châu Hà? Khoác len à? Cho Nguyên con này 30.000 một cái. Chốt mã này mã tặng váy lanh. Váy lanh nhá, 30.000. Váy lanh 30.000 size 1 nha. Cái này toàn bộ size 1. Chị ơi chị lên hẳn trên like giùm em đi chị Nguyễn Hải Dương ơi. Nha, lên hẳn trên like cho em với. Lại không thấy chị em mình chia sẻ nữa. 30.000 mà không thấy chia sẻ, buồn ý ghê á. Chị Thảo Ti. Thảo tiền cái 30.000 mà không thấy logo người chia sẻ gì hết. Đây bỏ xuống đây. 30.000 một con váy lanh nhiều hoa lắm. Rút lại cho xã một cái hoa nữa nè. Mà không thấy chị em mình chia sẻ nữa ơi. Chị Thảo tiền cái váy lanh 30 nhá. Cho Trinh Trinh. Cho chị Hiếu Hòn. Cho chị Hiếu Hòn. Chị Lý không chia sẻ à chị Lý ơi. Không có bướm, không có hoa gì hết vậy. Bóc đại thôi. Cho chị An Nhiên. An Nhiên mở ngoặc hoa đi. An Nhiên mở ngoặc hoa đi. An Nhiên này ghi số điện thoại vô mà sao đi. An Nhiên đi, cái đuôi số điện thoại là 499. Cho chị Hà Lê. Cho chị Hà Lê. Ca ghi trái em không có bướm đâu chị Bà Đặng Ngã Ca ơi. Em nói bóc đại màu rồi giờ con bướm nữa. Size 52 đổ về chị ơi. Cho chị Trâm Nguyễn. Trâm Nguyễn không giấu. Chờ em xíu. Cho chị Trâm Nguyễn. Trâm Nguyễn đuôi 310. Đuôi 310. Cho chị Hiền Trang cái. Cho chị Hiền Trang cái. Rồi ok nhá, chị nào lấy váy 52 đổ về chị ơi. 52 đổ về. Em nói không chọn màu mà. Kiểu gì cũng được, em đi 30.000 mà.
thì mình nghĩ đủ tiền con may đâu. 30.000 không đủ tiền con may nữa luôn á. Rồi cho mã chip xì. Ok em lên chứ. Đây. Còn được 2 cọc chứ mấy. Ok. Trời ơi, nè. Cạp nè. Lên mã chip xì cho Nguyên nhá. Cái này chưa á. Chưa like lần nào luôn. Còn còn. Đổ xuống rồi à. Hả? Ừ 343. Ủa. Cái đổi số điện thoại rồi. Hương Nguyễn. Ghi lại cái số điện thoại của chị đi. An Nhiên đổi số điện thoại không phải số cũ à. Cho chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn đuôi 533. Đuôi 533. Bỏ của chị Trâm Nguyễn ra kìa. Nghe rõ và chốt đơn giùm em đi chị ơi. Nghe rõ và chốt đơn giùm em nhé. Chị Lê Thảo không có logo gì sao. 52 đổ về thôi. Nếu mà đang còn lăn tăn không biết mang sai không không ấy sai gì phải hỏi dùng Nguyên trước nhé. Đừng chốt xong mất công xả ra mất công lắm. Cho Nguyên con này. Lên mã chip xịn cho Nguyên nhé. Nè mang này. Mát cái mông luôn. Mang như không mang luôn. Đấy 60 vô tư như vậy mà nó. Lên mã chip xịn. Con này em đi chị em mình 115.000 năm con. 115.000 năm con. Chị em mình thấy người ta đi combo 5 con này gần 199.000 199.000 năm con. Cái này các chỗ người ta hay bán đồ đồ chip xịn kia. Nha cho Nguyên mã chip xịn cho Nguyên nhé. Đi 5 con này 115.000 nha. Cái này em chưa like mà gần như là hết rồi. Cái này gọi là chip tàng hình đó, giống chip tàng hình đó chị mình. Mang như không mang luôn. Chị nào lấy cái này lên mã chip xịn. Comment cứ để nhà em nhắn tin rồi đã ghé lấy vậy. Nhà em nhắn tin rồi nếu như chị báo ghé lấy thì sẽ để riêng. Chứ còn đừng có qua mất công chờ lao lắm. Vì đơn nhiều quá tìm okay, lao lắm. Nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Chốt nhanh tay luôn dùng mã này là mã chip xịn cho Nguyên 115.000 và hẳn 5 cái. 5 cái nhé. Đấy, hàng này người ta hay chạy 199.000 năm cái. Chị nào lấy chip xịn comment mã chip xịn cho Nguyên. 115.000 năm cái, còn được từng này cái, được từng này xét. Ai lấy chip xịn comment kèm số kế cho Nguyên ok. Chứ chị. Chip xịn kèm số kế cho Nguyên là được nhé chị em mà nó. À đại cái chip xịn mà sẽ đi năm. Đâu, cái đó là mới khóa cái kia. Đây đây nè, chip xịn cho chị Nguyễn Lý nè. Cho chị Nguyễn Huệ nè. Cho chị Phương Nguyễn 901 nè. Rồi ai lấy chip xịn chốt chip xịn cho Nguyên nhé 115.000. Cái khoác len nó còn được có mấy cái nè. Chip xịn là 115.000. Cho chị Mỹ Thiên Huỳnh. Cho chị Nguyễn có rồi, cho chị Tiêu Ốc. Rồi ok nhé, chị nào lấy chip xịn cho em mã chip xịn. Đúng đúng, nói gì yên đơn má mình. Có cần yên má không? Yên cho. Cái này không túi đó chị em mà nhá. Cái này không túi nha. Cái này là không túi. Đẹp. Chị Tiêu Ốc có rồi đấy chị Tiêu Ốc ơi. Ui. Len là len hai da. Cái này còn tầm 20 con thôi. Nè chắc chắc bao phê pha luôn. Form này chị em mình từ 40-60 mang ok hết. Thứ còn cái thôi. Thứ còn có cái thôi. Không có nhiều nha chị em mà nói. Len cho Nguyên nhá. Một số thôi chị. Cái mã khách ấy. Mã khách ấy. Comment mã khoác len cho Nguyên nhá. Nè, giãn vô tư. Ok. Giãn vô tư 40-60 mang vô tư hết con này. Nha, chốt luôn dùng Nguyên con này. Nguyên đi chị em con này 139.000. 139.000 con này nhá. Mã đầu tiên này. Đẹp lắm luôn ấy. Lên mã phối 139 40-60 gì mà ăn được hết hàng len giãn và len này len hai da. Cho Nguyên con này 139.000. Comment mã này là mã phối cho Nguyên là được. Phối 139 cho Nguyên là ok như vậy mà thôi. Đẹp. Phối 139 thứ còn cá thôi không còn nhiều nữa chị em ơi. 139.000 dài cộm cùng côm. Lên mã này là mã dít dắt con cái. Là chưa? Con cái thôi lên mã dít dắt cho Nguyên nhé. 139.000. Khoa đồng. Kéo đồng. Tối nào cũng hai vợ chồng like thôi chứ ai like nữa. Có tình ngô ở nhà thì tình ngô phụ like thôi chứ ai like nữa. Có nhiều người cứ nghe em sợ em cứ cái dạng giờ đánh và nhiễm mệt kéo út chung quấn kéo chung quấn hay cái giọng không ồn ai mà chốt đơn không đọc cái tên họ nghe giật mình luôn lắm. Nghe tiếng già lắm thiệt cái chứ Lê Phạm Bích Hàng nha cho Nguyên con này dứt dắt cho Nguyên nhé con cả qua đi nếu về nhà mình ở trong này lại là nghe cái tiếng phu nữa dứt dắt cho Nguyên nhé con coi ai bán nè hả. Đang chị
Cảm ơn mẹ giúp chắc này con cái. Chị ơi chị chọn mẫu đi, chị Duyên Lê ơi chọn mẫu đi. Hết nâu rồi nha, chị Lê chọn mẫu đi. Xíu nữa đã. Lâu lâu con tôi coi để mẹ bán hàng đã. Mã giáp giáp này đẹp lắm này chị em ơi. Lên hai da và siêu siêu dài nha chị em mình ơi. Lên mã giáp giáp này có con cá. Vô đây này, nha giáp giáp hoặc lên mã chữ cho cũng được nè. 139.000 chữ, chị nào lấy chữ chốt chữ cho Nguyên là ok. Phối cam cho Nguyên là được. Im lặng. Rồi phối màu cam. Cầm con áo là nặng trịch trịch trên luôn mà thứ con cái thôi. 139.000 lên mã phối cam. Dụ đó, đừng có dụ nữa. Đừng có cù rũ nữa. Mình đi có gì đó. Thì mình đó chị. Khi chị chạy qua tới bên đây. Chữ gì xương thu. Đừng bứt cái nó ra con. Rồi cho Nguyên con nè. Lên mã phối cam cho Nguyên là được. Lên mã phối cam cho Nguyên là ok nhá. Phôm này 40 60 gì mang ok hết thì Duyên Lê. Con kia xương thu. Thế còn con mà gì khó mang thì vậy mình thấy. Mới thấy phôm. Chị khó mang vô chị em mình mới thấy phôm. Rồi lên mã chữ màu đỏ đô. Cho Nguyên mã chữ đỏ đô, có con cá cầm con áo này. Lên hai da như vậy mà 139.000. Giáp giáp còn đỏ đô chị ơi. Giáp giáp còn một cái màu đỏ đô 139.000 màu đỏ đô nhé. Giáp giáp màu đỏ đô được không chị Lê Hảo ơi, 139 cho Nguyên nhé. Mang thử chị em mình nhìn dồn luôn cái phone. Đẹp, hàng này giảm vô tư, giảm thoải mái 139. Giáp giáp này màu đỏ đô nhé, chị nào lấy màu đỏ đô chút đỏ đô cho Nguyên là được. Đấy, chị nào lấy màu đỏ đô chút đỏ đô cho Nguyên là được nhá. Cái chiều khó mang thử chị em mình. Ok, trà giang. Giang trà nha. Ok chị giang trà. Giang trà lên địa chỉ nha. Giang trà khách mới rồi, lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên thông tin. Ôi còn một cái màu phối này nè. Màu phối nào nãy chị nào chưa có chút nè. Còn một cái màu phối màu nu này nè, có mũ nhá. 139 nghìn. Lên địa chỉ xuống thoại nha. Lên cả địa chỉ cả số điện thoại luôn trên live giúp em nha chị ơi. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Đấy. Thấy rồi chị Dương Anh ơi. Chị Giang Trà chịu khó lên thông tin cho em. Cái mã phối hồi nãy có mang like rồi nè. Không cần mang lại như vậy mà nói. Phối này đẹp lắm. Ai hồi nãy chưa có chút mã phối chung là được. Phối 139 cao luôn. Comment phối 139. Lên là lên 2 da nha chị em mà nói. Cho Nguyên con này 1 cao. Ghi Lê á, ghi Lê em không lên. Ghi Lê không lên, ghi Lê lên lúc tối rồi chị ơi. Ghi Lê, đó, thấy chưa. Rồi cho Nguyên màu cam đắt. Nha, 139 cam đắt. 139k cam đắt. Những cái này thứ con cái này là chị em mình nhanh tay. Cho xả luôn mấy cái len cho nó còn gốc, nó còn mấy cái quên lộn, còn mấy cái lanh nó cho len luôn. Ngay chỗ gốc lanh nó còn mấy cái nữa. Cam đắt này cho chị Nam Trương Nguyên nè. Mấy cái len nó bỏ lên bán tặng. Chị Nam Trương Nguyên luôn con này 139.000 chị Nam Trương Nguyên con này. Bỏ ra bán tặng luôn đi. Chị Nam Trương Nguyên con này. Nam Trương Nguyên. Phối nu cho chị Nguyễn Minh Hiếu luôn 139. Con này là dạng bơm bơ. Con này dạng bơm bơ nha chị em ơi. Nè. Đây chưa? Con này dạng len bơm bơ, của nó là len hai da nha chị em ơi. Toàn bộ là len hai da, cam đắt em hết thì Thảo Tiên. Con này là bơm bơ nhá, chị nào lấy cái này lên mã không cổ, không mũ được. Nhá, không mũ. Cái này dạng bơm bơ nhá. Ok Giang Trà. Ok chị Giang Trà. Con này lên mã bơm bơ cho Nguyên đường cái. Quần giữ C màu đen với áo trắng phía sau. Áo trắng phía sau là 49.000. Chị Đào Thị Liệt. Còn chữ C ok Đào Thị Liệt. 49.000. Rồi nha, lên mã đỏ đô cho Nguyên. À set chiếc 85 đang hết rồi, em không còn cái set nào hết chờ đợt sau. Không còn cái set chiếc nào 85.000 hết. Cảm ơn mã đỏ đô. Không ngủ chị Trâm Lê. Không ngủ cho chị Trâm Lê 514. Trâm Lê 514. Trời ơi. Màu này màu đô đô á, nhìn trong live thì hơi bị sáng, hơi bị chói. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dụng mã này là mã phối. Phối đen cho Nguyên. Phối đen 135. Ngặn dơ. Ôi chào. Phối nhá, chị nào lấy phối comment phối cho Nguyên là được. Đẹp cực kỳ. Con này có túi, lên mã túi cho Nguyên. Con này lên mã túi cho Nguyên này. Túi kiểu như này. Lá túi. Lá cho bình nước rồi mở cho. Phối nè. Phối cho chị Duyên Duyên. Duyên Duyên. Không ngủ hết rồi chị Hà Hồng Nguyễn ơi. Trời ơi. Thế. Comment mã này là mã túi. Con này cưng nè. Cưng chưa? Trong mã túi nhá. Lên này là lên hai da nha chị em ơi. Nè. Nhìn nè. Xịn sò chưa? 139.000.
không có hậu đĩa gì, không có theo dõi chị. Tứ gì Nam Trung Nguyên, tứ gì Nam Trung Nguyên, và còn mấy cái nữa là thấy khóc lên rồi. Còn một cái đỏ đô nè, hồi nãy cái mã này hồi nãy phải không, mã này phải hồi nãy không, cái này lên mã không ngủ đi, không ngủ màu đỏ đô như chị em mình ơi. Ở trong like là nhìn nó tươi hơn, ở ngoài là màu đỏ đô như chị em mình ơi. Nam Trung Nguyên hồi nãy có cái rồi nè, mua mấy cái khách bình thường, có người khách mua phát 5 cái, hôm bữa về cái này có người phát 6 cái một người một lượt, hai cái là chuyện bình thường. Cho nguyên con này không ngủ nhé, màu đỏ đô được một cái, cái này dễ không cần hỏi bao nhiêu ký vừa nhé nè, chắc giảm vô tư, cái này cũng giảm theo form ấy. Chị nào lấy cái này lên mà không ngủ cho nguyên con cái, còn được 20-30 cái này, cái này là hết mã luôn chị em mình ơi, hết qua mẫu luôn á. Rồi lấy mã ô màu bò nha, chúc mã bò cho Nguyên là được. Comment mã bò cho Nguyên là ok nè. Bò 139k nhá. Diên ơi, Rinh ngố không có chị ơi. Màu đỏ đô này cho chị Duyên Anh. Duyên Anh. Rồi cho Nguyên con này. Lên màu bò cho Nguyên nhá. 139 còn mấy con thôi. Bò 139 cho Nguyên là được nhá. Rinh ngố không có hàng chị ơi, bữa giờ không có hàng về. Có rinh dài, rinh đùi chứ không có rinh ngố. Màu bò cho Nguyên được con. Làm sao? Màu bò đường con nhé. Rồi lên mã NI cho Nguyên là ok. Bò cho chị Duyên lên. Rồi lên mã NI. Còn chưa tới chục con nữa đâu, nên là chị nào chưa có tranh thủ phát luôn. Cái này sẽ không có hàng nữa chị em mình. 139.000, 139.000 nhé. Comment mã này là mã NI 139 cho Nguyên là được. Lên mã NI. Hôm này 60-62 vô tư hết nha chị em mình. NI. Lên mã NI 139.000. Cảm ơn NI, ở đây một cái màu bò nữa nè. NI cho chị Duyên Duyên. Bò cho chị Bêu La Văn luôn. Bò cho chị Bêu La Văn luôn. Rồi đến này sợ lộn. Rồi còn hai con. Rồi hết đấy. Hết luôn rồi đó chị em mình ơi. Lên mã này là mã ô đen đi. Rồi lên mã ô đen chung em là được nha chị em mình ơi. Ô đen nhá. Không có mũ à, không có mũ, còn có con cá này thôi chị nè. Không có mũ còn được con cá này thôi. Thôi Duyên bữa nay mặn mạnh ghê á. Không mũ còn được cá này nữa nè. Miu. Không có mũ lên mã miu chung em là được. Ô đen chị Lê Huỳnh ơi lên thông tin giùm em với. Chị Lê Huỳnh ơi lên thông tin cho em. Lê Huỳnh. Chị Lê Huỳnh ơi lên thông tin cho em. Luôn nha. Bên này phải nói giọng nhỏ lại kìa. Khách bảo là nghe giọng dào quá kìa. Ha. Rồi con. Miu chạy tonsuri. Rồi nhá, còn một cái ô đen. Một cái ô đen, một cái NI màu xám. NI màu xám, 139.000 NI màu xám. Ô đen cho chị Đinh Thu. Đinh Thu. Rồi cho Nguyên cái này con cá. NI màu gì đây, màu bò một kem gì đó, màu nu đi. Màu nu nha. NI màu nu. NI nu 100. Cho chị Trâm lên. Cho chị Trâm lên. Trâm lên 514. Trâm lên 514. Trâm lên 514. Rồi hết cái cuối cùng, lên mã cuối cùng cho Nguyên. Cái cuối cùng. Còn cái nào cái này nữa. Cái này cái cuối cùng rồi chị em mình. Nha, lên con này, không phải là màu ở trên line nó tươi lắm. Còn ở ngò là màu đô á chị em mình này. Lên mã đá cho Nguyên đi. Ngọc cho Nguyên đá cũng được. Nha, đá cho Nguyên. Nu hết rồi đúng không? Hết rồi, còn có một con cuối cùng. Ở trên ở ngò nó không có tươi như trong line nha, em đảm bảo luôn với chị em mình này. Trên line nhìn nó tươi, cái này ở ngò của nó chính là màu đỏ đô á. Đi lên phao chị mình. Đá gì Lưu Bảo Lan. Ok. Đá gì Lưu Bảo Lan. Cái này em nói cái này đi giá này cũng sốc luôn. Đi giá này cũng sốc luôn. Chị em mình tranh thủ mà có đơn cũ rồi tranh thủ gom cái like này, em la like nhiều nhiều chứ vậy em mình tranh thủ. Gom. Gom cái đơn trưa xong cái là nhà Nguyên ngày mai nhà Nguyên đi đơn hết luôn nha. Nếu vậy mình ơi xong cho nó tuần nào nó hết chứ hết tuần đó chứ không là. Ôi giời ơi.
rụng chim chúa. Con này thì rụng tim cho chị em mình ơi. Cái này giá giật mình luôn chị em mình. Cái này gọi là trẻ trẻ xíu nhá, trẻ trẻ chứ còn đứng tuổi đừng mang những con này. Vì phôn của nó là phôn lửng lửng nha, con này phôn lửng lửng này, lên kiểu cho Nguyên, lên kiểu con này em đi chị em mình nè. Con này lên kiểu nhé, con này bao bao phê pha luôn, mang màu đen vô lẫn bị chót liền luôn. Con này dặn lửng như thế này chị em mình, dặn lửng. Con này em đi chị em 105.000, chút mã kiểu đen chung là được, 55-57 độ về, thậm chí chị em 60 cũng mang được, nhưng mà lại dạng mang lửng 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 này nè, nên là chị nào trẻ 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 thôi, còn mà trung trung tuổi thì bỏ qua những cái mã này, bỏ qua những cái mã này dùng nguyên cái cho nguyên con này, đẹp cực kỳ luôn, nhìn nè, 105.000 này thôi con cái nữa. Nhưng đẹp quá phải ma. Ok chị Nguyễn đang cho Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ này phải mang gì em mình thấy được cái phô 105 con này thôi, con này 105 thôi. Ok chị Nguyễn Huệ, cái này thứ còn có một cái thôi, 105 nhé. Chà chà, ôi một con váy à, con này váy rồi, con này váy rồi, 55 độ về, con này váy rồi, 55 độ về nhé, có một cái thôi, có một cái nhé chị em mình ơi, váy 55 độ về nhé chị em mình ơi. Thấy con này cũng đi nha. Luôn chị em mình cũng 105 luôn, váy len cũng đi 105 luôn, cái này có mấy cá đó, váy len cũng đi chị em mình 105. À quên, có, chờ em xíu xíu. Ờ, quần quần nam nói chung mình chỉ chắc cái góc môi. Quần lửng nam hàng Việt Thái nên chắc cái góc môi. Cho Nguyên mã váy len cho Nguyên nhé, 105.000. Váy len cho Nguyên 105 nhé. Chị nào lấy váy len 105 comment nhanh tay cho Nguyên. Con này lên khoác, lên mã gấu. Con này trẻ trẻ xíu dẻo mình nha. Trời ơi, trời ơi, cái này trẻ trẻ xíu dẻo mình nhé. Còn được một cái trong nguyên mã gấu 105.000 con này, nhìn nhìn lên luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy cái này lên mã gấu 105, cái này chị em không chốt phí lắm luôn, giảng vô tư này chị em mình chốt đẹp nhất là 55-57, chị nào gọn lên 60 nhá. Con này phô hơi lửng lửng, chốt mã gấu cho Nguyên, gấu cho Nguyễn Trâm Anh. Còn em mã 105 gấu, cái này lên rút xịn sò lắm, em nói là xịn sò lắm luôn. 105.000 lên mã beo vàng 105, con này dày cộm cộm cơm luôn nè nè, con này kiểu đẹp lắm nè. Sao la đi chứ, mà là xin phép ba mẹ cho đi chứ mà con tự ý đi đó. Sao con xin chưa mà đang mới giờ nó bị đánh sao? Cái này kiểu của nó nha, chứ đừng có kêu em ơi nó bị rách nha. Đây này người ta may kiểu may viền hết đây chị em này. Vàng to cái này chị em mình vài hôm mang quần lết điên này quá đẹp luôn. 105 xin hết á, phải xin hết trong ngõ beo trong nguyên nhé, 105 luôn, beo 105. Chị nào lấy beo 105 em lên vài cá, em xem đang lên em xem vài cá thôi, để còn lên quần nam, lên áo nam, sale áo thun, lai đồ lanh, nói chung là lắm cái để mà sale. Rồi lên mã len này, lên lửng nhá, con này 105.000, con này cưng. Lại thích những con kiểu như này phôn lửng lửng nhá dạ mà thôi, trong mã ô 105 chung là được, ô 105 nhá. Chị nào lấy ô 105 chút, ô 105 cái này khoác nhẹ nhẹ. Gì? Chị nào lấy ô 105 chút, ô 105 cho Nguyên là được. Đừng cát, im lặng cho mẹ bán hàng. Đừng nói nữa, đừng có nói nữa. Để hẹn giờ vô tự ngủ đi nha. Chị nào lấy ô cái này mang đẹp lắm luôn ấy. Nhưng mà là phông lửng nhé. Chị nào lấy ô chút ô cho Nguyên 105 cho Nguyên là ok nha chị em. Ô đang mang. Ô cho Duyên Lê. Con té à. Cái kéo cắt luôn cho mọi người. Lên một cặp nữa rồi để chị em lên lên nam. Ôi này con cái 105, chị em mình xem like chịu khó tương tác cho Nguyên nha. Chấm tương tác thả tim thả like luôn dùng Nguyên nhé, để view nó lên xíu chị em mình đi đi. Đi tốc độ. Ô hết rồi nha. Cái này thấy con cái, cái này thôi để gần cú like view ít thứ con cái chốt dễ hơn. Này chị em mình ơi. Cái này là dặn khoác nè. Bao sang bao xịn chưa? Mua con này làm sao ra 105, lên mã ngọc cho Nguyên, cái này trẻ nhé chị em mình ơi. Trẻ trẻ nha, chứ còn đứng tuổi đừng mua những cái mã này dùng Nguyên, vì phôn của nó là phôn áo vẫn lửng lửng này nè. Lên mã ngọc, nhìn xịn sò chưa? Nhìn đẹp chưa? Con cái thôi. 55-57 chị nào gọn lên 60 nhé, 105 cho Nguyên. Ngọc cho Nguyên nhé, 105. Bao xịn sò luôn. Ngọc cho Bùi Thị. Rồi lên mã tim đỏ.
Tim màu đỏ đô nhá, 105. Tim đỏ đô 105. Trời ơi. Cưng chưa? Tim đỏ đô nhá, 105. Chị nào lấy tim? Chưa, đang. Lên chứ, nhưng mà từ từ chờ em xíu xíu. Chị nào lấy cái này lên luôn những mã này, mã đỏ đô. Đỏ đô nhá. Màu này là đỏ đô như vậy mà nó đẹp cực kỳ luôn, 105. Đô 105 cho nguyên loại được. Lên đô 105 cho nguyên loại ok như vậy mà nó. Đô 105. Rồi lên luôn con này vàng. Bao đẹp. Áo vàng ngắn sao. Wow. Không có chị ơi. Xin chưa? Con này lên luôn mã này là mã túi vàng cho nguyên là ok nhé. Túi vàng 105 luôn. Chị nào lấy túi vàng. Vàng cho Văn Thu Thảo. Vàng đây. Vàng đây chị Văn Thu Thảo. Rồi lên luôn dùng mã đen 105 thôi chị em mà nó. Đen 105 luôn dùng đi. Tim đen cho nguyên 105. Cần này. Cái giờ màu đen lại là bị chó. Comment mã tim đen nhá. Tim đen 105. Dạ em chỉ chạy hàng new nha, em nói trước ấy. Ê, nhiều khi là chị em mình thấy sale rẻ quá là chị em mình phải lăn tăng. Chỉ sale hàng new thôi. Chỉ chạy hàng new thôi. Đen cho chị Bùi Thị. Rồi lấy mã tim trắng cho Nguyên. Rụng rời luôn, đẹp luôn. Tim trắng cho Nguyên nhá, một cái. Đi hết cái này chuyển lên những cái nào có nhiều thứ này, thứ con cái lại hơi bị ấy. Nha chị em mình ơi, cho Nguyên con này, con cái. Lấy mã tim trắng cho Nguyên có một. Tim trắng nhá, bỏ như thế này luôn thôi. Cấp này bỏ ngang như thế này luôn. Bỏ ngang cái này này. Đấy. Tim trắng cho Nguyên. Thì nào lấy tim trắng, chết tim trắng. Tim trắng cho Du Nguyễn. Rồi lấy mã túi hồng. Comment mã túi hồng. Đẹp cỡ này luôn á. Mà 105k á chị em mà nè. Đẹp cỡ này luôn á. Nè. Hôm nay 60-62, thậm chí 65 muốn trang được. Cho Nguyên con này. Lên mã này là túi hồng cho Nguyên là được nha chị em mà nè. Lên mã túi hồng cho Nguyên là ok. Chốt mã túi hồng cho Nguyên là được. 105 túi hồng. 105 túi hồng. Túi hồng cho Lưu Bảo Lan. Con này là gọi... thấy rồi nha. Con này là gì ta? Gọi là cái gì ta? Này cũng trẻ rồi chị em, áo của nó lửng lửng như này nè. Mã này ghi là mã gì ta? Đọc là mã gì ta? Mã phối đi. Mã phối đi. Hình lượng sóng chung như mã phối nhá. Cái gì mà không nhớ đấy chị Minh Hiếu. Lên chung mã phối nhá. Chị nào lấy phối, comment phối cho Nguyên là được. Comment lên phối cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Chúc mã phối cho Nguyên là được nhá. 105.000. Phối cho Trao Nguyễn. 105.000. Cái này là rút nha chị em mình ơi. Ôi giời ơi, cái màu nó ghét chưa này. Ôi cái này bị đâu có mã nào là mã không nhớ đâu Hiếu. Cái này nó bị rút cái tay xíu rồi nè. Cái này đang xinh, đang quá là xinh này. Cái này riêng cái này bị rút cái tay xíu nha chị em mình ơi. Cái này về ấy lại. Phối hết rồi nha. Cái này đẹp quá nhưng mà cái tay bị rút xíu rồi chị em mình ơi. Cái này cưng này. Rút tay này em bán tặng đi. Này chị em mình thấy không? Bị rút tay rồi, bị lỗi rút tay. Con này em tặng 49k đi. Bị rút tay. Này. Con này đang đẹp lắm này. Bị rút cái tay xíu chị em mình về ấy chỗ này lại đó. Móc cái chỗ này lại. Nha. Con này tặng 49.000. Cái này giá bán tặng 49.000. 49.000. Rồi cho Nguyên con này. 49.000. Ui con này to lắm. 65kg vô tư. 65kg vô tư. Len dài này chị em mình. 49 cho Bùi Khuyến. Cho con này lên mã to hoặc là mã chữ cho Nguyên được nhé. Còn lên mã chữ cho Nguyên là ok. Lên mã chữ cho Nguyên là ok nhé. Lên mã chữ con này 65 vô tư luôn. Con này phông to nha chị em mình ơi. 65 vô tư chị em mình coi. Đấy, cái nào em báo phông to là chị em mình để ý luôn. Cái nào phông nhỏ cũng báo, phông lượng cũng báo. Chị em mình coi like coi rõ rõ giùm em nhé. Cái nhiều chị thì khách nhau em biệt thự mà trung trung tuổi nhiều. Nhiều cô mua hàng mày biết. Cái gì lên cũng chốt hay cuối cùng. Ôi sao cái này mang được, cái này sao mang được. Nói.
nên là phải nhắc kỹ nhắc kỹ nhắc kỹ. Eo ơi, được chưa? Cái này tay của nó là tay phối phối lưới như này nè, lên mã lưới đen, cứ dơ màu đen lên là bị chó. Con này 60 vô 4 nhé, lên mã lưới đen trong ăn là được. Cầm em mã lưới đen mà lên một màu nữa thôi, còn những cái kia lên sau như vậy mà đó. Tầm giá 105 hết. Con này lên thấy cái này có thấy không khí Noel luôn. Lên mã Noel đi. Một con này mua trước vậy hôm nữa Noel mang nha. Noel cho Nguyên. Lên mã lưới Noel cho Luyến Trần. Cho cái gì đây? Cho cái gì đây? Đầm này đầm size 2 à? Các kiểu đầm size 2, size này là size 55 đây chị em. Các màu size 2 55.000, à quên luôn, 55 kg đây nè. Cái này 55 kg, áo nu ở sao? Áo nu nào chị ơi? Lên tay hết nè, hay là cái nào? Các kiểu váy size nè, size 55 nha chị em ơi. Đây toàn bộ size 55 nhé. Cho nguyên con này. Tặng hết 30 nhé. Váy lăn tặng hết 30 nhé, màu nào cũng được chị, nào ok một chút. Noel cho Út Hâm. Noel cho Út Hâm. Các màu váy nha chị em ơi. Các màu váy, các kiểu hoa, các kiểu bi nha. Cho nguyên con này. 30.000. Size nào size 55 nhé. Váy lăn size 55. Màu gì cũng được, chị nào cảm thấy ok chốt nhé. Lên mã váy lăn cho nguyên là ok. Váy lăn và các kiểu tay hén này là 79k chị ơi. Tay hén này là 79k. Em còn trong đó, xíu lên sau. Để em đi cái màu, em đi bóc cái màu đi chị. Váy lăn cho Lưu Bảo Lan. Cái len bé đẹp này. Để em lên nó. Cái 30 ra. Bạch bạch lên luôn địa chỉ nha. Tay hén này thì khách nhà em mua khá là nhiều, thì người còn mấy con. Tay lên cho Võ Hệ cho bạch bạch. Riêng tay hén này thì người mua mấy con à. Rồi chưa, chị em mình hết váy lên chưa? Đây cái này em còn mấy cái sót lại, cái này là len bé. Len khoác của bác nè. Đẹp chưa? Nhìn cân chưa? Size 15, 16. Thậm chí cái này 18 không trang vô tư. Chờ em xíu em lên. Chờ em xíu em xong cái này là em lên lên tay hén luôn. Trong nguyên con này em bán tặng chị em con này 69.000. Hàng này chuẩn hàng Quảng Châu luôn nha. Chuẩn Quảng Châu trong nguyên mã khoác bé. Còn em mã khoác bé trong nguyên là được nhé chị em mình nhé. Phái nào ấy chị Trương thì bảy ơi. Chị đang hỏi okay, cái váy gì đó. Hai váy lên. Cho em 2 ngày nữa nha. Cho em 2 ngày nữa, ngày mai là xe em đã bắt đầu chạy rồi. Mấy hôm nay xe không chạy á. Kêu là ở Nghệ An là bị gì đấy, bị lục bị gì đó, xe không chạy. Nên là ngày mai xe mới bắt đầu chạy, là thì ngày mốt xe em sẽ có hàng. Cái này chị Luyến Trần 69. Ngày mốt là Nguyên có hàng đó chị. 69. Chị Luyến Trần. Bé khách chốt rồi. Ủi cái này cưng lắm. Size 18, kiểu của nó như thế này nè chị em nè. Kiểu của nó là tay kiểu rách như thế này nhá. Kiểu rách như thế này thôi nha. Cho nguyên con này lên mã khoác vàng size 18. Khoác vàng size 18 đi 69.000 nha. Lên mã khoác vàng size 18, kiểu cái này có túi thiệt luôn. Và tay kiểu là tay rách như thế này nè. Tay rách như thế này nè. À váy lanh size 55 chị. Size 55. Cho nguyên con này lên mã khoác, làm sao mà mua con này ra được giá 69.000 nè chị em nè. Lên mã này là mã khoác vàng 69.000. Lên mã khoác vàng 69 trong là được. Ê ơi con này nó cân. Trời ơi, size 18. Lên mã ghi lê size 18. Diễm ơi. Đây dạ mình con này 69.000, cái này chị Luyến Trần luôn. Khoác và Luyến Trần. Cho nguyên con này ghi lê size 18 luôn. 69.000 ghi lê luôn, chị nào lấy ghi lê chút ghi lê. Trời ơi. Cưng quá. Nha, chị nào lấy ghi lê chút ghi lê 69 cho nghe được. Cái này 15 đổ về cho chị Nghĩa Đòn. Nhưng mà nó con trai á chị ghi lê chị Nghĩa Đòn ơi. Cái nó con trai mang đẹp hơn á. Eo size 13, 14, 15. 13, 14, 15 đều được hết con này. 13, 14, 15. Lên mã 15 đi.
chút mã 15 đi chị em mình. Không có quần kaki trắng chị ạ. Không có quần kaki trắng á. Lên mã 15 cho Nguyên 69.000. Lên mã 15 69.000 nha chị em mình. Chút mã 58 chứ không vừa. Lên mã 15 69.000. Chút mã 15 cho Nguyên được 2 con. Cái này dài cộm cùng cô luôn ý. Hết hàng luôn. Cái này đầu mùa mà đã hết rồi, toàn bộ giá này giá sale quá là rẻ. Thì nào lấy cái này lên mã 15, 15 cái đổ về từ 12. Thì Sophia Valentine. Trời ơi, size 13. Mũ bé da cá tàu. Em lên rồi. Em lên rồi mà chị Nguyễn Lý. Cho chị Nguyễn Huệ, bộ nam em lên từ đầu rồi nè. Like rồi đây nè. Xong qua rồi nè. Con này da cá tàu, size 13 luôn, 12 13. Hàng tàu luôn nhá. Con này chuẩn tàu luôn, xịn sò lắm. Con này em đi chị em 69.000 luôn. Đây mã mũ 69 cho Nguyên là được. Mũ 69 cho Nguyên nhá. Đây mã mũ 69 cho Nguyên là ok. Comment mã mũ 69 này của bé nó lên tình nó rất rất lạ, mở ra tháng tặng hết. Đây mã mũ 69 cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Comment lên mã mũ 69 nha chị em mình nhá. Chúc lên mã mũ 69.000 mũ. Ai lấy mũ 69 comment nhanh tay. Đẹp rẻ nhá chị em mình ơi. Đẹp và rẻ nhá. Nhím ơi. Con này bán tặng luôn. Một con quần lách đi. Dài cộm cộm con size 15. 39.000. Lách kinh mà lách kinh len nha chị em mình ơi, 39.000. Đây này các màu chị cứ lên cho em số kế là được. Con này lên mã 39 cho Nguyên là ok. Chúc mã 39 nha chị em mình nhá. Lên mã 39. Ui con này. Con này em xem mấy tiền ta. Cái này vài hôm thì chị em mình mua cho nó thêm cái quần legging nữa nè. Đây. Cái này mang được nhưng mà cái này thì hơi. Cái này 18kg, 20kg. Cái này 18, 20 nhá. Cái này bị dơ nhẹ xíu. Cái này dơ nhẹ xíu chị em mình về giặt được Nguyên nhá. Con này em đi chị em 39.000 đi. Cái này bị dơ xíu nè. Cái này về giặt được nha chị em mình, hơi bụi xíu chỗ này thôi. 39.000, size 18, 20 đều mau ok con này. Trong nguyên con này là tím, bị dơ xíu nhé, 39.000. Tím là bị dơ xíu và xả 39 nhé chị em mình ơi. Chị nào lấy tím à? Không, rời ra chứ. Rời ra đi em đi lấy cái quần nam ở đâu rồi. Quần nam chờ em xíu đi. Váy 39 cho. Ủa đâu phải váy đâu. Váy đó, cái xanh xanh đó là váy đó. Hả? Cái xanh xanh đó là váy đó. À cái gì đó, cái màu tím tím là váy đó. Nghĩa đòn 39. Ờ, nhắn chị Nguyệt thử mà chị cắt cái quần ao nam, quần sọt nam ở đâu. Thường thường để cái góc này là giờ đi đâu rồi. À nó dọn đi đâu kêu rồi. Thường thường để cái góc này xong để đi đâu mất kêu rồi. Thấy không? Màu gì? Màu kem rồi màu ấy, rồi quần lông màu mà. Quần nam á. Quần nam có màu kem rồi màu đen rồi kìa. À đây đây đây. Đây bảo. Đây. Đây, bên cái góc hôm nay quay cho sợ. Quần nam luôn. Quần ao nam hàng Việt Thái nhé. Cái này ao nam hàng Việt Thái. Không có màu trắng chị ơi, đi ao nam không có màu trắng đâu. Đây, 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 còn mấy con. Chị em mình nhanh tay luôn. Cái này còn mấy con nè, chị em mình nhanh tay luôn. Sale gọn luôn, tương tác cho em nha. Sale gọn luôn. Con này Sabatu. Con này tới Sabatu. Cái này anh chồng mình mang size gì chốt dùng cái size đó nhé. Hàng này hàng Việt Thái vậy mà nó. Con này hàng Việt Thái Sabatu lặng. Em đi nó luôn chị em mình 79.000 nhé. Hàng Việt Thái cái này xịn sò lắm luôn đó chị em mình. Cái này toàn theo nè. Nha, những cái này là dòng hàng công ty rồi. Đây này, đây. Quay cận luôn ở trong cho chị em mình xem hàng. Đấy. Con này Sabatu của Nam nhé. Quần lửng, quần lửng. Con này em đi chị em mình nốt luôn là. Nãy đọc hóa tiền. Chị ơi, chồng mình mang size gì lên size đó cho em đi. Đừng có ghi 62D. Em đọc cái size nào mình thấy cái nào vừa là mình chốt thôi. Con này size 34. Con này size 34 nhé. Chị nào lấy 34 lên 34. Nguyên đọc cái nào. Lên nhà khó chọn lắm. Lên nhà tại vì hàng nhà Nguyên chắc kệ chứ Nguyên không có treo. Size 34 nhé. Chị nào lấy size 34. Đừng có ghi, đừng có lên số ký nhé chị em mình ơi. Đừng có lên số ký. Nguyên đọc cái size nào có sao thì chị em mình chốt. Vì hàng này còn lẻ rồi. Cái này còn lẻ rồi. Rồi màu kem. Màu kem này. Cái này size 32 màu kem. 32 màu kem, xịn sò lắm chị em mình. Nhìn cái phần trong cái này chị em mình biết nè. Hàng này toàn bộ là hàng công ty. Từ may cái túi người ta cũng may viền cái kiểu này nè. Con này size 32 màu kem. 32 màu kem hàng Việt Thái nhé.
mà đi chạy mà nó luôn nè, 79 cao luôn. Cái này hai cái này sao 34 hết đó. Đây chị nào lấy cái này lên kem size 30, cái này em còn lẻ tẻ không có hàng nữa đâu chị em mình. Cái này lâu lâu mới có được hàng thôi. Size 34 nhá, chồng mình mang quên lộn size 32. Chồng mình mang size gì thì chốt dùng nguyên size đó nha, vì tùy vòng mông, tùy vòng bụng nữa. Nhá, tùy vòng mông, tùy vòng bụng. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Rồi con này. Con này tới size 90 kg. Size 36. Nhưng con này to, con này 90 kg vô tư luôn này. Con này đến 90 kg, con này to lắm, con này bự nha. Chị nào lấy 90 kg chút 90 kg cho Nguyên. Nha, lấy mã 90 kg cho Nguyên là được. Con này 90 kg. Chị nào lấy 90 kg. Dạ chị ơi, cái này nó lẻ tẻ. Ủa sao thấy còn size 34, cái này còn size 34 không có size nhỏ. 34 không à. À có cái này size 28. Có cái này size 28, chủ yếu là size to, còn mấy cái size to em lên luôn chị em 79k. Em không. Em lên chị em 79k nhìn hàng cho Nguyên. Xịn sò lắm. Trong con này size 28 đi 79k. Vì còn lẻ tẻ size mà không có hàng về nên là em lên nó luôn chị em mình, nhìn cái phong quần 79.000. Hàng này đi mua trăm mấy nghìn, 200.000 nhé chị em mình nhé. Không có size. Không có size nhỏ, cái màu tối này không có size nhỏ đâu chị. Bên nó còn không ạ? Màu tối này, cái size 28 đang còn hai màu. Màu tối không có size nhỏ. Size 28 chị Sophia Valentin. Không, cái này không phải. Bên kia thôi. 28 cho chị Sophia Valentin. Size 32 đây chị em mình. Một kem này còn 29. Đủ size luôn, cái này đủ size luôn. Một kem này có 28. Một kem này có 29, 30, 31 và 32. Ừ. Dạ mình ơi, cái này đủ size. 28 bỏ xuống dưới là một kem á, một kem 28 có rồi. Kem 28 gì Sophia Valentin. Đây, hai con. Ok. Riêng một kem này có đài size từ 29 đến 31 thì Phương Nguyễn Quảng Nam. À Phương Nguyễn 901. Phương Nguyễn 901. 79.000. 79.000. Ở cái trang à đây 31 này. 31 thì Phương Nguyễn 901 hay 31 nhá. Còn 30, hai con 30, một con 29 và hai con 32. Hai con 32. Và giá đi chị em mình, con này là 100. À sorry 79.000 thôi. 79.000 thôi nha. Chị nào lấy cái này chút nhanh tay. À, hai chị Ngọc Thoa. Ba Ngọc Thoa đẹp lắm, tịnh sò lắm, hàng Việt Thái dạ mình ơi nè. 32 chị Bùi Khuyến luôn. Rồi còn 29. 29 30. 29 là 30 nhá. 30 chị Khánh Trang. 30 Khánh Trang. Rồi còn 29. 30 chị Khánh Trang có rồi. Còn 29 với 30 nè. Thấy chị Khánh Trang rồi. Vải này dạng vải quần tay mềm á chị em mình nè. Hàng này hàng xịn không, hàng công ty nè. Hàng này là hàng của công ty Mai Việt Thái. Nó giống giống gần gần như Việt Tiếp. Đó, trong nguyên con này, tải đẹp xịn sò. 79.000 con, 79k con thôi. Đây không có xe 30 đâu chị. Chỉ có một kem xe 30 thôi. Kem xe 30 chị Khánh Trang có rồi đó chị. Còn xe màu tối là còn lại là xe toàn bộ là xe 30 thôi. Riêng màu tối là còn toàn bộ là xe 30 nhá. À, xe 34. Màu tối là còn toàn bộ ở xe 34. Có cái cặp áo chị này bỏ ra bán cặp. Cho nguyên con này. Cái này có mấy con thôi. Cái này có mấy con. Em bán tặng nó luôn chị em mình con này. 39k. Chị em mình tranh thủ nha. Có đơn chưa rồi tranh thủ gom thêm cái like tối này là để toàn bộ ngày mai nhà Nguyên đẩy đơn hết á. Còn từ này con 55.000. Size 55 đổ về. Size này 55 đổ về. Và em đi chị em con này là khoảng 39.000 nó luôn. 39.000 nhanh tay nha. Con này có tông tàu. Đây không có à, đây xe 34 có không sao? Đây xe 34 có. Cho chị Dung Thùy. Không, màu xanh đen phải, kiểm tra lại phải không? Kiểm tra phải đen hay xanh đen sao? Màu xanh đen á chị chứ không phải là đen đâu. Cho nguyên con này tặng 39.000 nó luôn. Này chị em mình không? Đẹp. 39.000. Con này hàng em đang xe 55.000. Phone này chị em mình 50. 5 độ về chị em chốt đẹp. Có tông tàu nhá. Có không? Màu xanh đen được không chị? Không phải màu đen nhá. Con này tặng 39.000 luôn. Chị nào lấy 39. Comment mã 39 chút 39 cho Nguyên là được. Lên mã 39 cho Nguyên là ok. Đây nè. Còn mấy con này đẹp chút sắc luôn. Nhưng mà là size nhỏ. Con này là size nhỏ, hàng Zara, hàng Nam xịn cho Nguyên, size nhỏ, size M. Size M. 39 cho Bùi Khuyến. Ui lời.
đẹp sốt sắc luôn, 300 299.000 size M nhé, 299.000 ok chị. Này, vải nó thừa rồi luôn, em nói này, vải nó mướt mượt mượt luôn. Con này màu rút nha chị em mình. 79 cho sói hiền lành. Con này màu rút nhá, size này tầm 55 57 là được. 55 cái độ về là được. Em nói là xịn hết cỡ luôn. Hết chỗ xịn luôn. 55 57 là ok nha chị em mình ơi, 320 mấy nghìn. Cái này ai nhanh thì có này, 299.000. Cái này em bán tặng luôn chị em mình 69.000 luôn, màu rút size M nha chị em mình ơi. 69.000 con áo nam này luôn. Đấy, mở ra chị em mình dùm không? Hàng da ra xịn nhá, 300 mấy, 299.000. Em bán tặng chị em mình con này 69.000 luôn. Áo nam, màu rút ấy, size này tầm 57 đổ về chị em cho ok. 55, 57, cho nam nha. Cho nam 55, 57 đổ về. Và em xả luôn 69.000 nha, chị nào lấy cái này lên nam trong là được. Size M 69 nha, ai lấy nam size M cái này bỏ vô trong máy chứ không trắng. Phải nó mướt mượt mượt luôn, con này mà chị em mình săn về sướng nè. Săn về cho chồng sướng. Rồi nhá, ai lấy cái này? Sao tao có CL nữa thôi chị. Này, bỏ xuống rồi sạch đi. Con nam 69 cho Dung Thùy. Con này dài tay nhá, con này dài tay CL. Dài tay CL. Dài tay CL có hai con, riêng cái con này là hàng 325.000. Em nói là nhận hàng mà không có phải là hàng xịn sò, đừng mua hàng nhà Nguyên nữa luôn. Này, 300 mấy chục nghìn con này, 325.000 con. Chị ơi, lên cho Nguyên mã nam size L. Size L cho Nguyên nhé. Size tầm 60-62 á. Size L tầm 60-62 là được, có được hai con size L. Đẹp lắm, em nói nhận con này về bao phê phê luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên size L, cái này dài tay nha chị em mình ơi. Lên mã dài tay size L là được. Chị ơi chúc chuẩn cho em, đừng bỏ qua, em nói mua thêm đi. Mua thêm đi, con này 69k tự tin không có nhà nào có hết luôn ấy. Hàng cao cấp. Con này hàng cao cấp được hai cái, chị nào lấy dài tay lên dài tay. Ba đổi à, bóc à. Thầy sói hiền lành à. Bỏ cái này gì Dung thì. Chúc chuẩn cho em nhé, quần nam size 34 chị truyền mai. Dài tay thì Mỹ Hạnh Hồn nữa là hết. Rồi còn à. Dài tay này cũng size L này. Còn một cái dài tay size L nữa chị em. 329.000 giờ xăng giá 69.000. Size M tầm 57 chị ơi, tầm 55-57. Còn hai cái dài tay size M nữa. Hai cái dài tay size M và một cái dài tay size L. Và giá chốt lên cho chị em mình con này. Size L chị Phạm rồi hết size L. Còn size M không có chị Nhi Nhi ơi. Còn hai con này size M. Em lên rồi. Size M thôi chị. Còn size M tầm 57 đổ về. Em đi nói luôn chị em mình giá này. Màu nam hồng rút rút quá chị ơi. Nhìn màu như này luôn nè. Em mời chị Hà Phan. Hàng chợ em nói hàng chợ không có được cái giá 69.000 luôn. Em đang đi chị em mình dòng hàng xịn ra ra chuẩn 300 mấy nghìn nè. Đây luôn chị em mình 69.000 giá chuẩn bán tặng còn cái xây mờ hết. Cho chị Hà Phan. Em không lên gió bé chị ơi. Gió bé giờ đang không có đủ hàng like. Không gió like. Ôi trời ơi đây nữa chị này. Tiền mai có rồi nhé. Nam xe mời cho Lê Thanh Huyền. Ok. Lê Thanh Huyền lấy địa chỉ luôn nha. Còn mấy con này nam xe 30. Hồi nãy là xe con này mấy? Việt hóa luôn. Hồi nãy xe con này mấy? 79. 79. Ok. 29, 30. 30. 30. 32. Hãy cho chị Thu Hà nha. 29. 30, 32. 34. Rồi. 29, 30, 32, 34 cho con quần này. Màu này màu xám xám nha chị em mình ơi. Màu xám xám Việt Thái. Việt Thái nhá, lên mã xám cho Nguyên. Cái này được chồng mình mang size gì không? Con mình size gì thì chốt size đó cho Nguyên nhá. Nè. Lên màu xám cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Nhìn cái phong quần đẹp chưa? Phong quần đẹp chưa? Size 32 này. 32 hết nhá.
tay hết. 32 cho Võ Huệ. 30 Sophia Valentin. Hết xe 32. Còn cái 29 cái 3. 30 chị Khánh Trang, 32 hết rồi chị. 30 chị Hồ Lâm. Còn size 29, size 34 và size 30 có 3 con nữa. Còn được 3 con như vậy mà thôi. 30 cho chị Linh Nguyễn. Rồi còn size 29 và 29 thì Kiều Thu Trần. Kiều Thu Trần, hàng Việt Thái nha chị em, mà nó là hàng công ty không á. Ok nè, cho chị Kiều Thu Trần. Rồi còn cái size 34. Còn một cái size 34 nha, chị nào lấy 34, chúc 34 dùng nguyên nhé. 34 không chị em mình ơi? Có ai? Anh Nam nào 34 không? Ok, luôn hết luôn. Đã 9k gọn luôn. Cái này không có hàng nữa nè. Nói như cái, em nói như cái quần ao nam đấy, hàng xúc ấy. Về đợt về nữa là tầm thứ 5 có hàng. Thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau là em có hàng. Nhưng mà được đúng 200 con. Em up lên phát là chị em chút liền. Chị nào cũng dặn mấy con ấy. Thậm chí là đã có những con ví dụ màu đen rồi, kệ màu gì cũng được, trừ cho mấy con trùng màu cũng được là vậy em biết, vì nó đẹp, nó rã. Hết rồi chị. 31 con này dễ gì mà sợ. 30 từ từ chồng xíu phân cái này. Xong mình ngắn tay từ từ cho anh. Không có, nó hết rồi. Hết rồi. Ok, hết rồi nha. Cái này còn 30, 31 32, 33 đài size luôn. Màu này màu gì ta? 34 em hết rồi. Nè, quay coi, nhìn ấy cho chị em mình coi cái con gì này. Chị Ngô hay để thêm lại con này mang chị Ngô. Mang cái áo polo. Đi chơi mang nhẹ nhẹ, con này mang cái áo polo là đẹp. Này, chị Ngô vừa lịch sự vừa đẹp. Mang phải con này. Trong nguyên con này nhá. Nè, chị em mình nhìn màu này. Đưa cái màu tối lên là nó ấy. Mang vô luôn coi. Nè, xịn sò chưa? Xịn sò chưa? Màu này phải màu xanh không ta? Màu xanh đậm ấy. Xanh đậm. Có hai rộng này. Hai rộng lấy 30 thôi. Rồi lấy 30 thôi. Rồi trong nguyên con này. Cái này màu xanh đậm mà ta. Màu xanh đậm nhá. Nè, chị em mình nhìn nè, kèm size cho Nguyên nhá. Toàn bộ hàng nam xịn như này hết. Chị em mình tranh thủ nè. Tranh thủ nhá, đẹp lắm. Này ốm à. Này ốm à. Rồi để cái này đi. Để cái này đi. À, đi cho lịch sự. Rồi nhá, lên màu xanh đậm. Màu này xanh đậm này, tạm gọi là màu xanh đậm đi. Đi xe 31 rồi. Rồi xe 32, đây đây, về xe đậm này. 32 này. 32 chị Lê Thanh Huyền. 32 Lê Thanh Huyền. 32 chị Lý Hải này. 3 thế. 30 chị Ngọc Nga này. Chồng bình thường 64 chắc bữa nay sụt căng. Hai cái 32 với 31. 31 32. 31 với 32. 31 với 32 cho chị Bùi Xuyến. 31 32 chị Bùi Xuyến. Chị từ từ. 32 hết rồi. Hết 32 luôn rồi nhá. Còn tới 31 nè. Hết 32 đưa 31. Hết 32 rồi. 30 cho chị Hồ làm. Màu này màu xanh đen, xanh đậm. Cũng xịn lắm. Cho chị Hồ làm. Xe 31 cho chị Kiều Thiên Lê ơi, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em. Lên địa chỉ, lên trên live giùm em đi chị. Cho chị Kiều Thiên Lê. Chị ơi lên địa chỉ giùm em nhá. Đây nè. Cái này chị Kiều Thiên Lê, lên địa chỉ luôn giùm em. 31 chị Khánh Trang. 31 chị Khánh Trang. Cái này Kiều Thiên Lê ơi, lên địa chỉ trên live giùm Nguyên cái. Không có 28 mã này rồi. 31 chị Phương Nguyễn 901. Phương Nguyễn 901. Còn 30 và 33 thôi. 29 hết luôn, còn 30 và 33 nhé. 30 với 33 thôi, 30 triệu hồ lành có rồi đúng không ta? 30 triệu hồ lành có rồi. Hồ lành có rồi. 33 cho Hình Thị Thi Vi. Hình Thị Thi Vi. Rồi còn 30 thôi chị em mình. Còn 30 thôi.
Còn mỗi xe 30 thôi chị, nào lấy xe 30 chốt nhé. 30 thôi chị. 30 Tuyền Ngọc Thanh Võ. Rồi còn hai, ok chị có thông tin. Còn hai con nữa là hết. Còn hai con nữa là hết nhé. 679 luôn. Hoàng Việt Thái nhé chị em mình ơi. Còn hai con xe 30 nữa là hết luôn các nào rồi đó. Hai con xe 30. Màu kem này đang có còn size 28 này chị em. Màu xanh đen nó còn size 30 thôi. Màu kem này còn cái size 28. Đây những cái màu sáng vậy em thấy được nha. Đấy, kem size 28. Áo 39 hồi nãy bỏ chị Kiều Thiên Lê cái nữa sao. Áo hồi nãy 39 nhìn nhé. Bỏ chị Kiều Thiên Lê cái. Bên tan xả rồi. Con này còn một cái size 28. 33 màu đậm chưa? Chưa có chị ơi. Còn một cái này size 28 này. Chị nào lấy màu 28. 28 kem, chút 28 kem chung là được. Ở đây 33 màu đậm chị Lưu Bảo Lan. Trống luôn. Cho chị Nguyễn Đương 28 kem ra. Nguyễn Đương 28 kem. Yeah. Ừ. Cái này cho chị Lưu Bảo Lan. Cái này chị Nguyễn Đương, cái này chị Lưu Bảo Lan. Em thấy. Mấy con này vải vải của nó dạng vải linen thôi chứ không phải là vải quần dạng quần tay như vậy mà hai con này. Riêng hai con này một con size 31, một con size 32. Vải con này là dạng vải linen nè. Cũng là hàng Việt Thái luôn mà dạng vải linen chị em mình nhìn người ta may rất là kỹ. Từ cái đường viền này luôn nè. Nha con này là vải dạng vải nó mỏng hơn nhưng mà nó mềm hơn, mỏng hơn mềm hơn nhưng vải đuổi lên giá rẻ mình nhé. Được hai con, một con 31 và con 32. Nha, một 31 một 32 cho mã này. Hơi hơi giống vải linen, không phải vải linen, vải này nó lại lại. Cũng sành lắm như này cái này. Cái này lên mã này là mã 59k đi. Hai con. Size 31 và size 32. Hàng Việt Thái nhé chị em mình, hàng này hình cũng có thương hiệu rồi mà. Hàng này hàng thương hiệu mà. Đấy, hàng công ty đấy, cho nguyên con này. Cho nguyên con này 59k. Vải thì cũng phải là vải quần tay mà không phải là vải linen, cũng phải là đuổi. Nói chung là vải này nó lạ lạ mà nó mềm. Hai con đi 59.000. Chị nào lấy cái này lên mã 59k, size 31 và size 32. Riêng cái mã này thôi nhé. 59 size 31 và size 32. 59 size 31 thì Kiều Thiên Lê. Nó sẽ khác những cái mã quần kia nhé chị em. Kiều Thiên Lê. 32 chị Lý Hải. 59k mã đó là sao? 59k. Rồi còn một xanh này thôi. Xanh này em phân size ra hết màu. Xanh này em phân size ra luôn. 79k nốt nhé. Xanh này em phân size ra nốt luôn. À, xanh này có 31, 32. 31. 32 và 34. 31, 32, 33, 34. Màu xanh này. Màu xanh này 31, 32, 33 và 34. Xịn sò lắm vậy mà không. Mai từ ở trong vậy mà. Comment xanh cho Nguyên nhé. Xanh. Màu ngọt nó đậm hơn trên line xíu. Rồi nhá, xanh cho Nguyên kèm size. Xanh 32 chị Lý Hải. Nha, 79k nốt. Chị nào lấy xanh chút xanh đẹp. Hàng Việt hết. Nha, chị nào lấy xanh cầm size cho Nguyên nhé. Còn 31, hai cái 31, một cái 33, một cái 34. Còn màu xanh đậm này thì còn 30 này. Đó, hết hàng đấy. Hết hàng luôn cái này rồi đó. Chị nào chưa có chút lên luôn dùng Nguyên nhé. Xanh 32. 32 từ từ. 32 đâu rồi? 32 hết rồi. 33 chị Dung Thùy. 32 hết rồi. 31 cho chị. Hoa hồng xanh pha. Hoa hồng xanh pha. Rồi còn 34. 34 với 31 thôi. Còn 34 và 31, còn màu xanh đậm này có 30. Đậm 30 cho chị Anh Trần. Anh Trần. Rồi nhá, còn một đậm 30. Xanh 31 và xanh 34. Hết hàng nha. Hết luôn cái mã này nha chị em mình ơi. Xanh 31 cho chị Ngọc Thuyết Hình luôn. Ok chị Ngọc Thuyết Hình. Ngọc Thuyết Hình. Cái này còn đúng cái. Rồi còn một cái, rộng luôn ấy chứ vừa chứ. 31 là rộng luôn ấy chứ. Mà không tùy. Nó thì cũng tùy. Tùy ví dụ như 62kg mà anh nào có bụng hay không nữa kia. Nhiều anh là bụng nhỏ, nhiều anh bụng to.
Có lấy áo phôn rộng. Con này phải lên liền. Con này phải lên liền nhá. Cá sấu này, đà chua. Còn mấy con size đang đây. Size M. Size M, size L, size XL luôn. Anh nào đi size gì chút size đó cho Nguyên nhé. M, L, XL. S, M, L, XL luôn. Con này có size S, size M và S, M, L, XL luôn. Cái mã này, nhìn hàng cho Nguyên. Vải con này là vải linen. Này có hàng cho mẫu không? Xịn lắm, em nói là xịn lắm. 325.000. Cái này Nguyên đang cầm size S. Dài tay nhá. Dài tay nha chị em mình ơi. S. S này tầm 52, 55 thôi. Ôi cọc tay, cọc tay, cọc tay. Ê, tình ngu ơi. Cái này này. Mấy cái size L đi. Sale rẻ quá nè, bữa nay đang định rồi. Thấy cái anh kia, anh người, anh mập mà anh mang cái áo cọc cọc này. Cho Nguyên con này lên mã cá sấu cho Nguyên là được nhé. Cá sấu cho Nguyên. Trời ơi, con này làm sao mà đi mua được giá. Hồi nãy sale giá mấy ta? Nãy sale giá mấy sao? Sale giá mấy? Xịn lắm. Xịn lắm, em nói là xịn lắm. 320 mấy nghìn. Hàng cá sấu nha. 69 nghìn thôi à? Phải lên lình ý. Nhìn nhìn này. Nhìn này. Gì đây 69 nghìn thôi. Nhanh tay nha chị em mình ơi. Xịn xào lắm. Bao phê phê. Nè. Nè. Nhà nào có con này giá 69k quay đầu lại giùm em. Em chốt luôn nhá. Có mấy con thôi. Lên mã 6 kèm size luôn cho Nguyên đi. 6 kèm size. Mấy con sấy lờ chứ mấy. Cho chị lấy hai con. Có hai con sấy lờ à. Xả 69 luôn. XL gì Phạm Thu Hà. Nhận hàng con này về phê nha. XL. XL cho chị Phạm Thu Hà luôn. Mình mở lên rồi. Mở xong vậy. Xây mờ không? Xây lờ đây. Xây lờ chị Ngọc Nga. Ít lờ hết nhá. Xây lờ. Chồng mình mang xây gì chút xây đó. Mờ chị Nga to. Mình mua cho chồng, mình mua cho con. Xây mờ chị Nga to. S ít lờ. Còn xây mờ không? Xây lờ. Xây lờ chị Lê Huỳnh. Rồi còn mỗi xây mờ nhá. Còn toàn size M nha chị em mình ơi. Còn toàn size M thôi. À size L con cái này. Đợi chị Kiều Thu Trần. Kiều Thu Trần size L. Kiều Thu Trần size L 69 này luôn. Rồi còn toàn bộ là size M. Toàn bộ là size M như vậy mình. 350.000 con. Vô nhà Nguyên sang 69.000. Vô nhà Nguyên nhiều cái giật mình lắm. Mở chị Phan Chí. Mở chị Phan Chí. Vô nhà Nguyên sang mấy cái giật mình luôn. Rồi còn toàn xây mờ thôi chị em mình nhé. Còn toàn xây mờ thôi. Khách hàng nhé. Còn toàn xây mờ thôi. Chị nói xây mờ chứ xây mờ thôi. Còn mỗi xây mờ thôi. Mời cho chị Miên Thảo Đỗ. Mờ thôi chị em mình ơi. Mời chị Miên Thảo Đỗ. 69.000 luôn sao. Mời cho chị Mai Hồ. Hết xây lờ rồi. Mời cho chị Huệ Nguyễn. Mời chị Huệ Nguyễn. Huệ Nguyễn. Không có size to chị. Xanh đậm size 30 cho chị Hoa Hồng xanh to. Chị Phan Chiến có rồi chị ơi. Còn mỗi size M có chị nào size M nữa không? Chị Phụng Phan thấy mình Phụng bọn lên size. Chị xói hiện là size M. Cái này size S. Cái này size M. Ôi cái này hết rồi hết rồi. Còn một cái S và một cái L thôi. Ủa? Cái L cho chị Bích Hồng. Quần mà. Ủa, không phải à. Đó thả xuống dưới rồi kìa. Cái hồi nãy bà xã đọc cho ai đó. Hoa Hồng Xanh Phan cái... đó. À, chị Hoa Hồng Xanh Phan lấy luôn cái quần mà. Giật mình. Cái xe lợi chị Bích Hồng. Còn
còn cái size S thôi. Còn cái size S cho chị em mình nha. Đúng một cái size S nữa là hết. Cho chị Nguyễn Hải Dương nữa là hết. Hết nha. Đẹp lắm nhưng mà hết rồi chị ơi. Hết nha, chị nào hụt thì thôi không có hàng lần hai nữa đâu. Nè, xịn hàng cá sấu xịn phải lên liền nhé. Cực kỳ. Theo hết. Hết rồi sẽ ép cho chị à. Dì Hải Dương này. Chị dì Hải Dương mới mất tiêu rồi. Chị Nguyễn Thị Hải Dương. Nguyễn Thị Hải Dương. Rồi hết nhé. Hết cho chị em mình nha, hết rồi đó. Còn cái này nhưng mà không biết là cái tác sai nó rớt mất tiêu rồi. Không thì đi không có. Con này mà tách xa nó rớt mất tiêu rồi. Để Tình Ngô thử vô thử thử. Cái này chờ một xíu. Con này để Tình Ngô thử vô thử. Này. Cái này cũng cỡ Tình Ngô á. Cái này để Tình Ngô thử vô thử nhé. Cái này sẽ thử vô cái này phone để xem. Thử vô cái này phone với tách xa nó kìa. Thử phone con nó. Còn mấy con màu trắng kìa mình lấy màu trắng không? Lấy màu trắng thì em lấy màu trắng. Sao mi trắng về tay. Còn cái hồng rút này. Để cái nó Tình Ngô thử luôn nhá chị em mình nhá, cho nó chuẩn. Hồng rút size L 69.000 con này dài tay. Thì 62 vô tư, vải em nó mướt mượt mượt luôn. Vải mướt mượt mượt nhá. Chị nào lấy hồng rút size L. Con cái hồng rút size L nhá, chị nào lấy rút size L chốt 69k. Chị ơi chồng chồng đang xây gì lên xây đó giùm em cái. Tại vì nhiều ông nhiều anh ta cái to cái bả vai này nè. Nhiều người không xương to, nhiều người là nặng thịt, người nhiều người là nặng xương. Nên là cứ mang xây gì áo nam vậy. Cái này cho chị Phạm vàng. 69.000 là giá xả nha. Còn ít em đi xả lên giá lỗ luôn. Để tự em coi cái màu xanh. 8. Sao này được đẹp đẹp trai ra hẳn đấy. Thử thử xỏ vô thử nè, gà hè nút hẳn. Cái này Tình Ngô xấu, cái này còn xấu được 64kg nè, là tầm tầm rơi vào 63-64kg đấy. Cái con này cũng được, đừng có kéo, đừng có nút cái nút dưới thôi, nút dưới thôi ra được. Đây cho Tình Ngô thử coi thế này. Đây con này cũng đẹp lắm nè, mà mang hai áo. Đây, con này thì là tầm tao vào xây lờ đấy. Cái này là rất cái tác. Đây cái quần hồi nãy chị lại cho anh cái mang luôn. Cười lên cái coi. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em này. Đang con cái. Không thùng thôi mang quần sọc này vô thùng chị. Nha, đây nè. Tình Ngô là 1m68. Ráng sửa từ từ. Đây, cái này ngang xây lờ tại vì rất tách xa. Đẹp lắm, vải đẹp lắm. 69.000 cọc tay. Nha, chị nào lấy xanh chút xanh. Ai cỡ chồng chị nào cỡ tặng Ngô thì phát luôn nha. Con nó đi chị em mình thấy 69.000 tầm 60-62 đổ về, 60-62 đổ về được cho con một xanh, 60-62 đổ về cho con một xanh. Cái này có 4 cái kèm phụ kiện. Cho mấy 68 nha. Cái này kèm phụ kiện, cái này em bán tặng luôn. Cái này xinh. Con này hàng em đang đi 65.000 anh Trần Thi Phi. Con này lên mã tặng Huỳnh Thi Phi. Lên mã tặng Chanel nhé, cái này kèm phụ kiện này, Huỳnh Thi Phi. Con này em đi 39.000 luôn, lên mã nail đen. Phong này phong vừa vừa, phong 60. Nail đen cho Nguyên nhé. Nail đen nhé, kèm phụ kiện trẻ mình về ưa đeo vốn được còn không thôi. Cho Nguyên con này. Nhân đi trẻ mình con này giá lên trẻ mình là 60 lộn lộn 39.000. Là sao chị Ngọc xuất hình cái nào? Tự nhiên màu xanh này có liên can gì cái nớt. Cái xanh này có liên can gì cái nớt. Cái này đâu có form này có khác nha. Ở cho Hình TV. Chị đâu có liên can gì tới con áo xanh này đâu. 39.000 đen 39. Có được hàng này hàng đang đi 65.000. Không có về lại đâu. Hàng Nguyên xả lỗ rồi không về lại nữa đâu. Cái nào mà là Nguyên đã xả rồi là không về lại nữa.
Rồi cho nguyên con này tẹt à, đen 39.000 nhá, hàng này hàng sâu lông, vải đẹp lắm. 39 cho Phan Chiến. Sơ mi dài tay đi. Vải này gọi là vải gì? 39 cho Kiều Thiên Lê. Sơ mi lụa, con này dòng sơ mi lụa. Mấy cái? Hả? Mấy cái này. Đây này. Kiều Thiên Lê này, cái Dung Thì, cái Tâm Huỳnh. Hết cái 6 hết rồi chị ạ. Hết 6 hết đẹp gì cũng hết rồi. Con này là dòng sơ mi lụa mà con thấy còn size L không? Sơ mi lụa màu đen nhá. Còn hàng xịn thôi chị em mình ơi. Sơ mi lụa con này màu đen nhá. Có 9k gọn luôn. Dòng này dòng sơ mi lụa dài tay. Sơ mi lụa nhá chị em mình màu đen. Anh nào hay thích mang đen thì là chúc đen. Còn dòng sơ mi lụa màu đen toàn size L thôi. Còn size L nhá. Cái này là sơ mi lụa, dòng lụa, không có size L chị ơi. Mỗi size L thôi. Không có size XL chị, còn này còn size L thôi. L luôn. Có được con này 2X. ML nhá chị em mình ơi. M với L. ML thôi nhá. Chị nào lấy sơ mi lụa chút sơ mi lụa. Size M với size L thôi. Có đường cá 2X. Lời cho hình TV, có trắng em có cho em xíu. Lời cho hình TV. Dòng sơ mi lụa mềm lắm. 69.000 luôn. Cho chị Lê Huỳnh xây lờ. Con này cũng là 325.000. Thì trong các chốt cao lắm. Con này size 2X này màu đen. Đường tá size 2X duy nhất. Nãy giờ mới lờ đang con size 2X. 2X là size to nhất rồi đây. Nha chị nào lấy 2X chút 2X. Còn toàn bộ là màu đen size L. Còn toàn bộ là đen size L nhé. Chị nào lấy 2X comment 2X cho Nguyên nhé. Còn toàn bộ là màu đen size L đen màu trắng. Màu trắng sẽ có 2 size. 2X cho chị Bạch Bạch. Chị Ngô mà thử con này. Thử con này. Với lại cái quần nó thì ra ra sinh viên luôn nè. Cái quần đang mang. Hết 2X rồi chị ơi. Samina. Samina. Tình Ngô mà giờ mang con áo trắng này với cái con quần đang mang thì ra. Đây mang thử con áo trắng luôn. Không có con nổi ngồi. Áo trắng mà gỡ ra không xếp lại được đó đây. Không có con nổi ngồi hết. Đây màu trắng có 2 size. 62 đổ về và 65 đổ về. Chị ghi có dài to cho chị 2X em có biết chị chốt đâu. Chị ghi có dài to cho chị 2X em biết chị có lấy màu đen hay không. Chết rồi. Nên đọc mã nào cứ ưng là chốt thôi. Ưng mã nào là chốt. Thôi trắng vô sợ đi. Trắng sau là xem. Trắng này hàng công ty luôn. Xây 1X và size 2X. Tình Ngô thì mang size 2X vô tư luôn. Tầm 68 đổ về là được. Riêng cái size 2X là 68 đổ về. Và size 1X là tầm 60, 62 đổ về thôi nhé. Nha có size 1 và size 2. Đây màu trắng sau lưng sao kìa. Màu trắng này hàng công ty nha chị em mình ơi. Vải nó mướt lắm. Vải nó mướt mượt mượt luôn. Ê chị Duyên Duyên chị mua cho con chỉ cái con 230.000 về. Không đẹp bằng con này. Thì size 2 cộng mấy toàn size 2 bỏ dưới được. Bỏ dưới được. Mà sợ lên size 1. Size 2 tầm 65-68. Đổ về size 1 tầm 60-62 thôi. Size 1 60 không phải cái nào phải. Cái nào phải rồi. Hết rồi, cái này của trụ rồi. Không, cái này của trụ rồi. Thế không có size 1, size 2 thôi. Từ từ chọn cho hình hình TV con nó size nó đi sao. Cái này không phải rồi. Cái này lấy size 2 hình TV. Bộ nam trên ghế bên cạnh em. Bộ dài chị ơi. 69k luôn. Cái này không phải. 69k luôn. Đây màu trắng. Trắng không có size L chị ơi. Giờ còn tầm khoảng 65-68 ký. Trắng cho Nguyên nhá. Vải nó mịn lắm. Chỉ có mỗi size 2X. Trắng này có mỗi size 2X. Đẹp lắm. Trắng á. Chị nào lấy trắng chút trắng. Nhầm. Sorry con này 65 đổ về. Lộn. Con này 65 đổ về thôi. Quên. Tình Ngô bữa mang size 2 mà. Con này 65 đổ về thôi. Phải không? Không, con này tầm 65 đổ về để cho Tình Ngô mang thử chị em mình xem. Nhầm nhá.
Nhầm nhá, con này tầm 65 đổ về thôi. Để Tình Ngô mang thử cho chị em mình xem. Sao sẽ thử luôn con này. Tầm 65 đổ về chút đẹp con này á. Nha, con này 65 đổ về thôi chị em mình nha. Nghe rõ cái số ký cho Nguyên nhá. 65 đổ về, 65 đổ về. Không, trắng size 2 thôi. Nhưng mà 65 đổ về thôi. Vải nó mịn lắm. Nha, trắng size 2 thôi, không có trắng size 1 chứ. Trắng size 2 nhưng mà Tình Ngô 60. Cái bữa này chưa cân lại, mỗi khi là 64 kg đó. Size 2. Đúng rồi đó. Size nhỏ, con này size nhỏ. Tầm 62 đổ về thôi, hôm bữa quên. Hôm bữa cứ nghĩ là mang size ha. Size 1X, tầm 62 đổ về con này thôi. Con này tầm 62 đổ về, lật cái tay áo lên xem. Tầm 62 đổ về thôi chị em mình ơi. Nha, con này tầm 62 đổ về thôi. Em chốt xong rồi em đi đơn hết rồi chứ. À, đây đây đây, con này hồi nãy chị nào có chờ không? Chị nào có chờ được tới con này không? Ok chị Liên Đặng. Yên tâm, Tình Ngô làm ăn được đấy. Hôm bữa là anh thử con này mà quen. Thử là con này là 60 anh. Ờ, 62 là được đó chị. 62 đổ về là được đó. Ok, Tình Ngô mang ok luôn. Tình Ngô mang ok luôn á. Con này có chị nào chờ nãy hỏi mà có chờ đến giờ không? Ok chị Liên Đặng. Hình thiết vi chắc là bỏ ra của hình thiết vi ra đi. À. Hình thiết vi 65 kg nè. Quên. Hình thiết vi là 65 kg. Rồi con này lên luôn dùng nguyên cho chị Bùi Hiền luôn. Trời ơi. Con này thì bao hết ấy. Không mấy không lên rồi bác. Ừ, hãy ít đó. Sao ta? Chị Phương Nguyễn nào đây ta? Phương Nguyễn ở đâu? Chị ơi lên lại thông tin giùm em, cái mai em gọi lại nhé. Mai em kiểm tra hàng nhé. Mai em kiểm tra cho nhé. Này, có chục con nữa thôi. Lên tay hén màu xanh ngọc. Lên hén màu xanh ngọc. Cái này thì yên tâm chị em mình từ 40 độ lên 60, 62 độ về. Vô tư hết cho Nguyên nhá. 40 độ lên 60, 62 độ về vô tư hết. Con này em đi chị em 79.000. Lên mã hán xanh. Hán xanh cho Nguyên, màu xanh ngọc này đẹp nè. Xanh ngọc cho Nguyên nhá, được 10 con thôi. Hán xanh ngọc 79k con nha. Ai lấy hán xanh ngọc, chốt hán xanh ngọc cho Nguyên là được. Con này thì mấy hôm nay chị nhiều quá à. Nó hai cái cùng màu hả chị Phạm Thu Hồi á? Nó hai cái cùng màu luôn à. Phạm Thu Hà lộ cho chị Mỹ Tiêu Huỳnh, cho Phạm Thu Hà hai cái cùng màu luôn hà. 79.000 con nha. Ok ok Phạm Thu Hà rồi nhá. Chị nào lấy hén xanh ngọc, chốt hén xanh ngọc cho Nguyên nhé. Ok chị, cho chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn 447. Phương Nguyễn Quảng Nam hay Phương Nguyễn nào đó ta? Phương Nguyễn nhiều, Phương Nguyễn không gió nhiều ghê luôn. Cho chị Lê Huỳnh, cho chị Lê Huỳnh 79.000 thôi nha. Rồi ai lấy mã này nữa lên mã ngọc 79 cho Nguyên là được. Hán xanh ngọc 79. Hán xanh ngọc 79 hồi nãy chị nào hỏi xong. Quên mất tiêu. Quên mất tiêu. Hán xanh ngọc 79, trời hán trắng 79 luôn. Trắng có từng này con. Nha, trắng Nguyên còn được có 4 con à. Lên mã hán trắng 79. Cái này yên tâm chị em mình 40 độ lên 60 mấy ký độ về cũng được. Hẳn giãn vô tư mà. Giãn vô tư, giãn thoải mái cho Nguyên mã này. Lên mã hén màu trắng cho Nguyên có 4 cái y như thế màu trắng đó. Nha, chị nào lấy hén trắng, chút hén trắng 79.000, trời rẻ quá thể luôn. Có được 4 con màu trắng thôi. Chị nào lấy hén trắng, chút hén trắng cho Nguyên. Lên một màu nữa, là màu xanh của Việt. Hay còn mấy cái áo nam xịn xịn này bỏ lên sale luôn. Hén trắng cho Phương Nguyễn 901 chục. Phương Nguyễn 901. Chị Mỹ Tiên Huỳnh Đà Nẵng mà đang chưa nhận được, trời. Mỹ Tiên Huỳnh, cái chị Huỳnh Ngọc Anh. Huỳnh Ngọc Anh còn một con trắng nữa thôi. Ok để em đi ra mai kiểm tra thử. Cái chị Huỳnh Ngọc Anh rồi còn một con màu trắng đó. Chị nào lấy trắng chút trắng cho Nguyên nhé. Còn được một tẹp màu xanh cổ vịt. Màu này là màu Nguyên bán chạy nhé. Màu cổ vịt hồi nào cũng về bù cái màu này hết nè. Rồi lên mã cổ vịt cho Nguyên á, màu xanh cổ vịt. Chị nào lấy xanh cổ vịt, comment xanh cổ vịt lên cho Nguyên. Lên mã cổ vịt cho Nguyên nhá.
Vịt cho chị Ngọc chút phần. Lên vịt trong em nhé. Vịt cho chị Ngọc chút phần. Lại 47. Nên giờ phải ghi vô. Ghi vô chứ không là là nhầm hàng. Không thấy đơn ta. Rồi nhá, chị nào lấy màu xanh cổ vịt, chút xanh cổ vịt cho Nguyên. Hến xanh vịt nhá. Ghi lại mai kiểm tra cái đơn của chị nghe sao. Coi thử ở đâu rồi. Rồi màu xanh vịt, màu này là màu Nguyên bán chạy nhá. 79k một con. Nhá, chị nào lấy xanh vịt lên xanh vịt, cái này đẹp lắm. Ai lấy màu xanh vịt nữa chốt nhá, xong qua mẫu nha. Qua mẫu nha chị em mình ơi. Đấy, ai lấy xanh vịt, chút xanh vịt lên cho Nguyên. Xanh vịt đất trị Lưu Bảo La. Xanh hết là xanh vịt này đấy. Xanh vịt chị Lưu Bảo La. Cho chị Ngọc Hoa. Chị Dung Thùy. Rồi, ai lấy xanh vịt, chút xanh vịt đấy. Xanh vịt xanh ngọc, còn cái màu trắng nữa thôi. Nha, 79.000. 79 kiền chốt lên cho Nguyên nhá. Đây còn mấy cái áo nam xịn xịn này, một sale 105 này chị em. Còn lẻ thôi. Nam xịn. Xanh vịt luôn cho chị Phan Kiếm hay sao? Chị Phan Kiếm cho chị Nguyễn Huệ không giấu. Nguyễn Huệ không giấu. Bảy chín k con xanh vịt nhá chị em mình ơi. Lên hến, lên tay hến. Còn mấy cái áo nam xịn xịn này còn lẻ sai này chị em. Em lên sale gọn luôn nhé. Xịn lắm. Sai này 55, 57 độ về, 55 độ về. Em nói chỉ xịn thôi, chị em mình cứ mua thử coi. Hàng này phải chị em mình đi mua 201.000 không? Vải miên man luôn. Đang còn sai 57, con này em xài 95 luôn. 95.000 nó. Xịn. Cầm con áo mướt mát, chị em mình nhìn hình thức không là đã đủ biết hàng xịn rồi. Cho nguyên con này. Giống như thằng du rẻ. Con này lên luôn dù Nguyên nhá. Chữ nổi cho Nguyên. Size này chị em, cho những anh nam nào 57 độ về chị em mua con trai lớn được. 95.000 nha. Từ cổ này. Đây chị em mình nhìn hàng cho Nguyên này. Cái này xài 95. Còn mấy cái mà chủ yếu là size nhỏ thôi nhá. Cho Nguyên con này. Lên mã chữ nổi xám size L. 55, 57 độ về chị em chút đẹp. Em đi chị em con này 95.000 luôn nha. Chị nào lấy cái mã này lên mã nổi màu xám cho Nguyên ok. Cái này quá xịn luôn, không phải là xịn đâu nha. Xài 95. Hàng này hàng chị em sẽ mua. Nếu mà chồng con mình đi mua số là 201.000. 201.000 nhé. Còn size L không gì trời. Đang size L luôn. Lên mã cổ màu nu. Size 55, 57 đổ về. Cho chị bắt đầu Nguyễn Thị xịn lắm. Cầm con áo nó sướng cái tay. Thầy tình ngôn phải mái con. Nhìn mướt mát chưa. Ôi con này bị xíu rồi, màu đỏ rồi. Con này về giặt thử chị em mình nhé. Con này bị xíu thôi. Em về giặt sơ dùng cái này, dùng nguyên cái này. Con này đi 70.000 đi. Hay. Thì giặt sơ dùng nguyên cái này. Con này lên mã lỗi cho Nguyên đi. Giặt sơ dùng nguyên xíu chỗ này cũng không ảnh hưởng 70.000. Mà vải nó đã lắm chị em mình cứ nhận hàng về cho Nguyên. Vải mà không phải xịn sò, bỏ Nguyên luôn. Thiệt luôn, tự tin luôn á. Không phải hàng chị em mình đi mua đầu 201, đừng mua hàng Nguyên nữa luôn á. Nè, chị nào lấy cái mã này mã lỗi còn size nhỏ. Còn size nhỏ em bỏ lên bán lỗ luôn á. Chị nào lấy mã lỗi chút lỗi bị một vẹt nhẹ. Cái này 57-60. 57-60. Chốt mã 95. 57-60. Chốt mã 95 nhé. Con ao này là ong theo. Phối này toàn bộ là may hết các chị em mình ơi. Đổi cho chị Liên Đặng luôn. Tương tác với chị em mình ơi. Thả tim thả like cho Nguyên nhé. Chấm tương tác để nó nổi bài lên xíu nha. Chấm tương tác lên đổi nổi bài lên xíu. Con 95 này cho chị Bích Trà Nguyễn Thị. Con lỗi này cho chị Liên Đặng. Con đó là 95. Con này 70 thì lỗi. Con này lên mã ong cho Nguyên. Ong nhá, xịn sò lắm. Size dưới 60 là ok á. Cho Nguyên mã ong cho Nguyên nhá. Size dưới 60 là chị em chút đẹp. Đây luôn chị em mình con này. 95k luôn. Con nó 70 thôi nha xã, con nó bị lỗi nhá. Ong cho chị Liên Đặng luôn. Vải đã lắm. Cho chị Liên Đặng luôn.
Con này lên mã cổ tròn, con này to. Cái này chị em mình mua cho con trai lớn được. Tinh tinh, cái này bán tặng luôn đi. Cái này chị em mua cho con trai lớn, nó to lắm. Con này 68-70 kg. Con này em bán tặng luôn, chị em mình 69 luôn, xịn lắm. Con này lên mã Việt Châu Nguyên á. Mua cho con trai lớn á chị em mình. Nó hai mang, thích mang thùng 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 như này. Châu Nguyên con này 69.000 vàng. Lên mã 69.000 vàng cho ok như vậy mình ạ. Coi dùm xả cọc nó có xe to chứ không, cái này còn xe nhỏ hết trơn. Cái này cọc này đây này, coi cọc này có xe to, có cái cọc này có xe to còn xe nhỏ. Xe chi? Xe L không à? Ao em hết rồi. L luôn. Ê còn xe L. Rút cái XL thôi. Con này chữ nổi xe 55-57 nè. Vải nó mịn lắm, chữ nổi xe 55-57. Ao đây cho chị đổ mình con. Ao này cho chị đổ mình màu này nhé. Đấy hồi nãy ao màu này. Đấy. Chị đổ mình lấy màu này nha, đẹp lắm, màu ngọc. Cái màu này hề. Rồi cho nguyên con này, còn cái chữ nổi thế. Ờ 95 luôn. Còn em mã chữ nổi size này 55. Chữ nổi size 55 nhá, đi 95.000. Thì nào lấy chữ nổi, chút chữ nổi size to hết sạch xanh rồi. Size to không còn luôn. Ai lấy cái này lên mã chữ nổi 95 cho nguyên là ok như vậy mà nó. À lên sale X lên nữa là ngưng nhá chị em mình ơi. Hè. Tán lên xíu lên nữa thôi nhá. Tương tác cho em đi. Bạn chưa lên được cũng không sợ. Cho cái bộ lụa beo này sẽ này. Còn góc này có mấy bộ lụa beo chỗ này cho xa xe này. Đó, thấy cọc này không? Lụa beo. Đây, theo cái tay vào xa này. Dưới. Đó. Ờ, dưới xíu. Đó. Ừ. Chữ nổi cho hồi đứng hồ. Chữ nổi mới thả xuống cho. Hồi đứng hồ. Em còn đó mày còn. Chủ màu đẹp không mà toàn size L. 95. Màu đẹp không mà toàn size L. Em không lên bộ mẫu. Màu đẹp không mà toàn size L hết chị ơi, không có size to nó buồn ấy. Em tặng nốt bộ này. Bộ bộ mango. Bộ mango nhá. Chữ hồi nãy bỏ xuống đi ta. Chữ nào đây ta? Nhiều màu đẹp lắm nhưng mà các chị nào có tầm size 55, 57 thì em mới lên. Chứ không mở ra mở vô mình gấp không có được đẹp á. Còn màu đẹp như màu xanh, xanh đậm đậm đẹp này. Xanh đậm như đẹp này. Xanh đậm á, đẹp không á. Nhưng mà toàn size L. Đây này, đây này, đây màu trắng, đưa chữ đây cho sao. Chữ nổi, xịn sò đẹp lắm luôn á, nhưng mà size nhỏ này. Nhìn con áo này. Nhìn con áo cho Nguyên này. Lên mã nổi xanh cho Nguyên nhé, ai thích cái này. Tầm 55 57, tầm 57 độ về chút đẹp. Lên mã nổi xanh. L có cổ cũng có. Lên mã nổi xanh cho Nguyên nhé. 95.000. Đây là bộ hàng trang, hàng này 200, có size 52 và size 55. Size 50, 52, 55. Cái này em bán tặng nhá. Bán tặng nốt cái bộ này. Size 50, 52 và size 55 cho 3 size nha chị em mình. Cái này có 3 size nhá. Giá bán tặng nha. 50, 52, 55, 3 size. Bộ trang 225.000. Bộ mango. Là bộ đùi nhá. Bộ mango đùi. Này chị em mình nhìn. Cái này Nguyên cầm size nhỏ nhất ấy. Chút 50 này. 50 là thông thả luôn. Này đẹp chưa? Đẹp chưa? 52. Con xe 2 chị em mình 55 được. Xe 3 chị em mình 57 là ok. Vì khách nhà Nguyên 62 mang xe 4 được. Bộ trang nha. Hàng 200, ăn này hàng 170. Bộ này 170 thôi. Em đi chị em bộ này 69.000 luôn. 69k luôn. Comment mã 69 cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Siêu rẻ. Bộ này em đi chị em 69k. Nhá, chốt luôn dùng nguyên cái bộ này. Comment mã này là mã bộ kèm cho Nguyên số ký 69.000 luôn. Bộ này bộ mango nha chị em mình ơi. Bộ này bộ lụa xịn rồi. Xã 69 nha, còn được mấy bộ sọc. Ai lấy bộ này lên luôn dùng nguyên nhé. Không có là rẻ. Không có nhà nào đi được giá này đâu. Em tự tin luôn á. Nha, chị nào lấy bộ lụa lên bộ lụa kèm cho Nguyên cái size. Size 57 độ về chị em mình có size. Nha, lên mã lụa kèm size cho Nguyên được. 57 độ về là chốt đẹp. 69k luôn.
52 chị Anh Trần. 52 chị Anh Trần. Lên số ký đi chị em mình ơi, có sai á. Có quần dài. 47 thì chị lấy size S chị. Áo lụa lấy size 1. Con đập 50 đổ về là chị lấy size 1 là được. 53 cho chị Hà Hương Hồng Nguyễn. 53 Hà Hương Hồng Nguyễn. 57 cho chị Phương Nguyễn 901. Phương Nguyễn 901. Áo quay lụa, Phương Nguyễn 447. Sorry. Phương Nguyễn này Phương Nguyễn 447. Phương Nguyễn 447. Rồi ai lấy cái này kèm size cho Nguyên nhé. Cho chị Thi Võ. Thi Võ. Rồi. 47 ký mình lấy cái size 1 thôi. Rồi giá trị nào chưa có chút con tay cho Nguyên. Size đẹp lắm. Đẹp lắm, thôi để Nguyên mang thử cho chị em mình coi phát nha. Chứ thấy hàng. Mang thử size 1, Nguyên 52 ký và con sẽ thử size 1 cho chị em mình xem. Thì Thảo Nguyên. Xe 2 chị ơi, xe 1 được không? Xe 2 rồi. Còn mỗi xe 1. Mang thử nhá. Hết hàng rồi nhưng mà mang thử đi. Còn mỗi xe 52 độ, 50, 52 độ về á. Chị em 52 lấy xe 1 được, mang xe 1 được. Nguyên cộng 52 ký này. Nguyên 52 ký đổ về nè chị em. Nguyên 52 ký nè. Đấy, chị nào thích cái này lên luôn dùng bộ lụa mango nhé. Lụa mango 69.000. Cũng bảy chị Lê Huỳnh. Cũng bảy chị Lê Huỳnh. Đưa cái cọc size nhỏ nó chịu nổi size nhỏ nó luôn cho xã cái. Đây, ăn kim cọc áo nam size nó size nhỏ đưa lên cho xã coi thì có. Có cổ nè. Có cổ màu đen size L. Ôi trời, còn size nhỏ, còn size L hết. Còn size L. Không hết chữ nổi đâu chị. Có cái cổ trắng này. Hết rồi, hết size to rồi. Size 55 hết rồi. Size 52 được, Lưu Thanh Huyền được rồi. Có size này. À 57 có nè. 57 chịu anh Trần có. Còn 52 đủ vậy đẹp lắm. Lưu Thanh Huyền. Cái này gì anh Trần đi sao? Anh Trần có này thì là cho Lưu Thanh Huyền. Còn mỗi size 1 thôi. Còn mỗi size 1 nó hết hàng. Còn mỗi size 1 52 đủ vậy thôi. Hàng. À, túi thì sau thấy nguyên 52 ký này trời bộ này lấy 69.000 thôi đây quá thì rẻ lên chị mình nhá. Cổ này đang có một cái size 57 nè, đây áo nam còn cái cổ size 57 nè, áo cổ trắng size 57 nhá, 95.000 nó chị nào lấy chốt áo cổ trắng size 57 à. Cái này đẹp, size to nè, hàng 170 này chị em mình ơi, hàng 170 nè, size to, size này là size 65, 68, 65 ký chút đẹp nhất, 65 ký chút đẹp nhất, lên mã xanh cho Nguyên, size 2, 65 ký ok nhé, được con size to, em đi chị em mình con này giá 95.000, xanh size 2, à, xanh size 2, 95.000. Phương Nguyễn có rồi nha. Hết chữ nổi rồi. Phương Nguyễn có bộ rồi nha. Comment mã chữ nè. Nhưng mà size nhỏ chị ơi. Size này tầm 55-57 thôi. Cổ trắng cho Nguyên. Chị Phương Nguyễn có rồi. Đây nè chị ơi. Lụa cho chị Phạm Hằng bộ nữa nè. Lụa 52 chị Phạm Hằng này sao. Lụa 52 69.000 thôi. Còn ít em bỏ lên bán tặng nó. Đây cổ nè. Cổ trắng ấy. Chị nào lấy cổ trắng chút cổ trắng cho Nguyên. Đấy, cái này cũng size to này. Bộ xám chữ này size to này chị. Xám chữ này size 65.
Xám chữ này được một con, size 65. Ai thích thì trước, chứ không còn nữa. À, mình còn lại tại Nguyên Bảo lên trong đó. Vải nó mướt mượt mượt, nó đã lắm. Chị nào lấy xám chữ chút, xám chữ nè, size 65 cho nam nhé. Phải thì thôi, chị em mình khỏi phải lăn tăn nha. Chị nào lấy xám chữ chút, xám chữ. Có lên lên nữa chị em mình ơi. Lên nữa không hay là ngưng đi. Cái ít đó. Tôi còn có 80 view à. Bộ lụa này như thờ chị. Ôi em không. Hả? Đây này. Em like lại 2-3 lượt rồi. Đây này, chị đổ mình này. Hết rồi chị. Còn đây này, còn mấy bộ hồi trưa màu tím này sao này. Màu tím có cả size to, y đang mang một màu tím còn đẹp hơn nữa kia. Ừ, lên lên, bảo cái này xuống kia sao. Tay cho bà sẽ cọc màu tím này, em lên 2. Tôi lên 2 cọc lên nữa thôi. Tương tác cho Nguyên đi, mỗi chị em mình đang còn theo dõi like chấm tương tác cho Nguyên đi. Để Nguyên còn lên. Đi lên lên làm gì còn. Không có đâu chị. Đây bỏ cái cặp nó xuống về sao? Đây nè. Cái mã này Nguyên còn lấy size 60 y hàng trang này luôn. Màu tím. Size 60 luôn. Cái này từ 52 độ lên. 60 tí độ về có size y bộ này luôn. Nhưng mà họa tiết của nó là nơ tím. Họa tiết của nó là nơ tím. Nguyên đi chị em mình bộ này. Đâu còn màu gì nữa đâu. Còn màu tím này nữa là hết rồi nè. Tím. Size 69K luôn. Cổ trắng gì Đỗ Minh có rồi. Cũng đang mang còn màu tím nữa nè. Tím nơ này có áo xám nam đấy cho chị Bích Nhung đi sao. Áo không sợ đang xét Bích Nhung. Ừ. À, 69.000. Bộ lụa 69.000 bằng hàng sổm sổm cho mấy chị em mình nè. Đây nè. Đẹp, lên mã nơ 69 nàng nè, từ mai trần mai đè mai rất là kỹ. Đấy. Cho nguyên con này nơ nhá, còn mã nơ tím này nữa thôi. Nơ tím này size áo thun nữ có cổ không ôm á. Có giờ em không lên giờ. Giờ để like sau đi. Giờ làm biến đây nữa lắm nè. Size 60 cho chị Hà Nguyên. Size 60 chị Hà Nguyên. Cái này 60 luôn, có size đến 60 luôn, 69K luôn. Chị nào lấy cái này lên mã nơ tím kèm size cho em là được, kèm cho em số ký đi nha. Em đi chị em nó 69K luôn nơ tím để này cho em nha. Em đây chị em mình một cọc vào. Một cọc len. Một hai cọc len nữa là ngưng. Lên 1-2 cọc len nữa là em ngưng nhé. Cái mã tim nào nãy chị nào chưa có này. Đây còn cá nên tim trắng. Chị ơi cổ trắng người ta đã chốt luôn rồi. Người ta đã chốt rồi. Em mới biết mà chốt mất rồi. Trời ơi con sale 95.000 mà phải lăn tăn. Em nói hàng này 200 mấy nghìn. Sale to nhất chị Thu Nguyễn. Hàng giờ nên hỏi phải lăn tăn đi. Ta chốt mất tiêu rồi. Cái này cho chị Thu Nguyễn. Chị Thu Nguyễn. Rồi con này 105K nha. Chốt mã này là mã tim trắng cho Nguyên là được. Dặn len khoác nhé. 105 nhé. Chị nào lấy len khoác, chốt len khoác cho Nguyên màu trắng 105. Con này thôi. Dài. Đẹp, xịn, rẻ quá 105 nha. Chị nào lấy len trắng 105 chốt len luôn dùng Nguyên nha chị em mình không? Trắng 105. Cái này cu tan, ngày hôm qua cái này cũng còn con. Cái này cu tan, lên mã này lên mã theo cho Nguyên nhé. Phong to, phong 60 vô tư. Trời ơi, nhà ai bán con này giá 105 thì chị em mình ơi. Nè, con này toàn bộ là theo hết nhé. Cho Nguyên con này theo tím 60-62 vô tư. Nè, con này theo toàn bộ lên luôn như này. Nha chốt luôn dùng Nguyên con này 105. Còn em mã này là mã tím 105 cho Nguyên là được nhé. Tím 105 kêu em ra đánh răng. Rồi lên mã sọc 105 luôn. Sọc này cổ trụ nhé. Này. Lên sọc này cổ trụ nhé. Lên mã sọc 105. Lên xịn nhé. Đẹp chưa?
Đây mã sọc 105, tiến cho chị Thanh Liễu nha. Ai lấy sọc 105 chút, cái này cổ trụ giãn vô tư giãn thoải mái nhé. 105 tiến này bỏ chị Thanh Liễu đi. Trụ 105 luôn, chị nào lấy trụ 105. Ừ, gần xong rồi con, đây xong rồi mà. Con ra đánh răng đi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Hả? Trời ơi, bánh bèo chưa, nhìn đẹp chưa này. Đây mã xanh nhá, ra mày mã xanh. Trắng cho chị Huỳnh Ngọc Anh, con trắng là con đầu tiên. Cưng chưa, con này cưng chưa? Lên mã xanh 105 luôn. Không cần hỏi bao nhiêu ký nhé, 60, 62 chị em mau ok luôn. Hàng giản siêu nhiều chị em mình nhìn này. Cao cấp lắm luôn ý, mà đi 105 ca hàng con. Nha, ai lấy cái này lên mã xanh 105. Xanh 105. Giản vô tư 60, 62 mang được hết nhé. Chị nào lấy xanh 105, tiếp xanh 105. Rồi trong con này nút đen 105, đến hết cọc này là ngưng nhé chị em mình nhé. Cái này dặn lên khó. Ưa mặc cái gì trong được, ưa mang gì cũng được con này. Nói chung là mang cái gì mỏng 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 nhẹ nhẹ trong được, và mang bra rồi ở trong ok. Mang cái bra xong mang con này khoác ở hồng được. Trong nguyên con này lên mã khoác đen 105, phải đẹp lắm chị em mình ơi. Đen 105 trong nguyên hết 40-60 màu ok hết, có 2 màu ok hết. Đen 105. Rồi trong nguyên con này khoác tím, mình mang một cái bra nhẹ nhẹ ở trong được. Cái này phong lẫn, cái này trẻ trẻ thôi chị em mình nhé, còn đứng tuổi chị em mình đừng mua con này nha. Chị nào lấy cái này lên mã lẫn tím hai da nè, xịn chưa nha. Cho nguyên mã này mã lẫn tím cho nguyên là được 105, lẫn tím 105 luôn. Chị nào lấy lẫn tím 105 chút lên tay. Rồi con này màu đỏ đô, cái này rút nhá. Rồi nó con này nữa thôi, nguyên nhé, hàng trẻ mình qua lấy sau nhé. Nhưng mà là foam ôm mà, chị có mang được đâu. Cái đó bo rip nó foam ôm mà. Đỏ đô cho nguyên này. Màu đỏ đô nhé, không có tươi, không có đỏ tươi như tiên hình đâu chị em mình nhé. Đây mã đỏ đô, 60-62 vô tư luôn. Con đó là foam ôm rồi. Nguyên ngưng chị em mình ơi. Anh chị em mình qua cái like sau nhé. Tắt like. Rồi bye bye chị em mình nha. Hàng chị em mình qua like sau nha. Con thử là ngày mai nhà em đã bớt hết đơn cũ. Rồi con tắt like nhé.